Chương trình ở bên chỗ nhóm về phục hình cho nên là bị mít bị lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần 5, chương 5. Chương 5 này là thuộc về phần 2 của cuốn sách Guild. Cuốn sách Guild là có hai phần, mỗi phần 4 chương. Phần 1 thì liên quan đến vấn đề về lý thuyết, những cái triết lý. Và phần 2 thì liên quan đến cái vấn đề lâm sàng. Thì chúng ta sẽ có chương 5, đó là chương 5 thì là thiết kế cái khí cụ. Thiết kế và những cái điều chỉnh, những cái hiệu chỉnh cơ bản ở trên cái khí cụ Guild để điều trị sai khớp cắn. Ở đây, construction, những cái chế tạo, những cái thiết kế. Dùng từ, nói chung là mọi người sử dụng cái từ nào mà mình dễ hiểu được. Không không phải lúc nào mình tra cái từ tiếng Anh thấy nó phải dùng cái từ kiểu mang tính chất đầu to buồn lớn thì mình cứ phải dùng nó. Em thích kiểu cái dùng cái từ nào mà nó dễ hiểu đó, thì tùy các bạn. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên, phần giới thiệu của cái phần chương 5 này. Để cho to lên một tí xíu rồi. Có những cái phần mà em một là làm sai chính tả hay là làm nó bị gọi là dịch sai ấy, thì các bác chịu khó là trong cái lúc mà mình đọc mình có thể chưa phát hiện, nhưng mà lúc mà mình xem lại thì các bác comment luôn cho em để em sửa. Hôm rồi cũng nhận được sự giúp đỡ của hai bác khi xem ở trên cái kênh YouTube, thì ở trên đó em cũng có sửa rồi. Có thể là tại vì cái lúc mà mình dịch ở chỗ đấy, mình đọc nhiều quá, mình dịch, mình gõ máy ấy, nó lại quên mất chỗ gọi là sai mất một chút xíu, gọi là loạn đọc. Thì phần giới thiệu đó là sự thiết lập các cái khớp cắn, chức năng sinh lý. Đấy. Ở đây thì người ta gọi là clinical physiological occlusion, thì nó là cái khớp cắn sinh lý lâm sàng. Cần sự hiểu biết thấu đáo về các cái nguyên tắc và về thích nghi và bù trừ, chẩn đoán một cách rõ ràng. Cái này thì các ông gọi là chiến lược. Khi mà chẩn đoán một cách rõ ràng thì những cái mà mình đưa ra chẩn đoán đó gọi là những cái chiến lược xử lý. Và lập kế hoạch điều trị thì là những cái chiến thuật liên quan tới cái kích thước dọc của khớp cắn, liên quan tới độ nghiêng mặt phẳng nhai, liên quan tới cái góc hướng dẫn của răng và những cái quản lý stress như đã trình bày ở cái phần lý thuyết. Sau đó, nhà lâm sàng phải lựa chọn đúng công cụ để đạt được cái mục tiêu điều trị. Theo cái truyền thống, khí cụ MUI, Multi-Loop Exquise, được dùng để thiết lập cái khớp cắn chức năng sinh lý. Thì vào tháng 6 năm 2010, công ty Rocky Mountain Morita giới thiệu cái dây cung là Gunmetal. Dây cung Gunmetal. Đây là một cái dây cung chỉnh nha làm từ vật liệu mới. Đó. Và dây cung này nó làm từ hợp kim titanium đặc biệt, có cái tính siêu đàn hồi và siêu dẻo, không có hiện tượng cứng khi mà nó tương tác bằng cách uốn hay bẻ dây. Theo cái kinh nghiệm lâm sàng với cái dây cung này đã cho thấy là nó tạo ra cái hiệu quả điều trị tương đương với cái dây MUI mà không có cái lúc ngang. Dây MUI thì nó sẽ có phần quai lúc nằm ngang, còn cái dây này nó không cần phải bẻ cái lúc ngang mà nó vẫn có thể tạo ra được cái hiệu quả điều trị tương tự. Tuy nhiên chỉ có cái khí cụ Guild là nó viết tắt cái chữ Guild, chữ EG, chữ G đầu tiên đó là chữ Gunmetal, thay cái chữ Multi-Loop của chữ MUI thôi. Đó, chỉ đặt cái khí cụ Guild vào miệng sẽ không tạo ra kết quả tốt. Có chỉ bằng cái việc là mình lắp cái khí cụ Guild vào trong cái miệng của bệnh nhân, lên trên răng của bệnh nhân. Chỉ mỗi cái việc đó thôi, nó không mang lại kết quả gì cả. Thì cũng như là cái dây MUI vậy, nếu mà chỉ đơn thuần nó là một cái khí cụ, hiểu nó là một cái khí cụ và cứ thấy mọi người làm là đặt vào thì mình đặt vào nó cũng cũng như vậy, thì nó sẽ không đạt được kết quả. Cái điều này thì thấy rất rõ ở nhiều cây lâm sàng. Thực ra là chúng ta cũng có thể thấy ở nhiều cây lâm sàng
mà hiện nay một số các bác sĩ ở ở Việt Nam mình có đưa lên. Thì thông thường khi mà điều trị với một cái ca mà class 3 chẳng hạn, hạng 3 xương chẳng hạn, thì mình thấy là bác sĩ có dùng cái dây mưu hoặc là dây ghiu, và tạo ra được cái sự nhảy khớp. Ở đây cũng không biết được là cái sự nhảy khớp đó là do bù trừ của răng hay là do cái sự đáp ứng thích nghi và sự xoay ra sau của cái xương hàm hàm dưới. Nhưng mà nó sẽ không đi kèm với những cái hiệu chỉnh về tip top cũng như là những cái sự thay đổi khác của cái cung răng theo đúng cái triết lý của cái điều trị này. Đó, có nghĩa là mọi người chỉ stop lại ở cái đoạn mà đạt được cái hiệu quả mà mình nhìn thấy bằng mắt thường rằng là nó có sự nhảy khớp, nhưng những cái hiệu quả khác nó sẽ không có. Thì chiếc điều này khá là dễ để nhận ra nếu mà mọi người có thể xem thường xuyên, hoặc là có những cái case lâm sàng mọi người giải quyết nó không có đúng theo cái tinh thần của cái triết lý này, đó là cần phải tiến hành những cái leveling chiến lược để có được cái khoảng cho cái ca lâm sàng đó. Thậm chí có những ca nó nhìn rất là bình thường. Thực ra nếu mà nhìn dưới góc nhìn của Mew và Gil trong cái chiến lược, leveling chiến lược, thì nó rất là bình thường và không cần phải nhổ răng. Nhưng mà bác sĩ đó đã tiến hành nhổ răng và sau đó lại sử dụng cái dây dây gammetal, dây Gil hoặc là Mew để mà điều chỉnh, nhưng không biết được là cái việc điều chỉnh sau đó của bác sĩ nó có thay đổi được cái gì liên quan đến cái mặt phẳng nhai hay không thì không rõ. Nhưng mà mình nhìn thấy được một số cái ca lâm sàng mà mọi người đưa lên kiểu kiểu như vậy. Thì ở đây tác giả nói là nếu chỉ là đơn thuần là khí cụ thôi, là mưu và ghiêu đưa vào trong miệng, nó sẽ không mang lại kết quả tốt. Đó, và không thể đạt được cái khớp cắn cá nhân bình thường nếu không bẻ lúc và điều chỉnh dây ghiêu dựa trên những cái chẩn đoán chính xác và những cái lập kế hoạch điều trị như đã được giải thích ở phần lý thuyết. Đó. Rồi. Thì ở trong chương này nó là sẽ mô tả những cái nguyên tắc cơ bản của việc thiết kế và điều chỉnh dây ghiêu như một cái công cụ để thay thế cái dây mưu, cũng như là cái khí cụ là nó gọi là cái dây gammetal biến đổi, offset biến đổi. Thì nó nếu mà ở trong cái dây dây gammetal thì nó dây mưu thì gọi là cung mao, nhưng mà đây tự nhiên có chữ G đặt vào đây nên không biết nên đọc là như thế nào. MOGW. Rồi thì nó tương tự như là khí cụ mao ở trong cái cung mưu. Mưu thì có mao là meo mao thì nghe nó cũng hay hay, nhưng mà đây dây ghiu thì đọc cái chỗ này không biết đọc nào cho Việt Việt Nam cho nó hay cả. Ok, thiết lập phần 1 sẽ là những cái thiết lập và những cái điều chỉnh căn bản ở trên cái dây ghiu. Phần 2 là những cái thiết lập và điều chỉnh căn bản ở trên cái dây gammetal biến đổi, offset biến đổi. Cái phần 3 đó là cơ học của cây ghiu và điều chỉnh nó theo các kiểu hình xương. Và các phần của cái chương này. Ở trong này thì ông có nói là đặc tính của dây gammetal. Đầu tiên, đặc tính của dây gammetal đó là cái dây làm bằng hợp kim titanium siêu dẻo và siêu đàn hồi. Đây là một cái dây mới được giới thiệu năm 2010. Và nếu mà tính đến nay là 11 năm rồi, mới với thời điểm sách ghi thôi, chứ còn và mới với cái thị trường Việt Nam thôi, chứ còn nó không mới với thế giới. Là một cái hợp kim đầu tiên trên thế giới có sự kết hợp giữa cái tính siêu đàn hồi và độ bền cực cao. Đặc tính siêu đàn hồi với cái sự biến dạng đàn hồi phi tuyến tính, nó không theo cái định luật Hooke, và biến dạng đàn hồi một cái khổng lồ lớn hơn 2,5%. Đặc tính siêu dẻo thì cho phép là đâu rồi đây, cho phép là gia công nguội hơn 99,9% mà không bị cứng khi gia công. Dữ liệu là do cái tập đoàn Tozo Tozosu Material Incorporate cung cấp, tập đoàn về cái vật liệu Tozosu cung cấp cái dữ liệu này. Thì ở đây là cái hình ảnh của cái dữ liệu mà được cung cấp. Thì đây là đặc tính của dây gammetal siêu đàn hồi và siêu dẻo. Đồ thị cho thấy đặc tính của dây
đấy được tập đoàn cung cấp. Ở đây là cái mô đun đàn hồi, đặc tính đàn hồi. Đây là các cái trong cái quyển sách Guild 1, quyển sách đầu tiên mà nói về cái triết lý điều trị unblock với sử dụng cái dây gum metal, thì nó sẽ nói chi tiết hơn về cái dây này, từ cấu tạo rồi tất cả mọi thứ. Thì hứa hẹn với các bác là hôm sau em lật cái quyển sách này ra, đọc lại cái phần đấy về cái tính chất của dây. Để trong đó thì đọc thêm một chút về cái vật lý để chúng ta hiểu kỹ về cái đặc tính đàn hồi này. Đây là sự nén, đây là sự căng, và đây là cái giới hạn về đàn hồi electricity. Đây là sự biến dạng đàn hồi nằm trong cái giới hạn này, và tiếp tục qua cái giới hạn này thì nó không có cái sự cứng của cái vật liệu ở đây. Thì đây nó chỉ là một cái phần giới thiệu sơ sơ thôi. Nhưng cái quyển kia thì nó sẽ có nguyên một cái đoạn rất là dài nói về cái vật liệu metal này. Thì chúng ta sẽ lật cái quyển kia để chúng ta xem vào lần sau. Trong cái phần đầu của chương này thì chúng ta sẽ xem về cái phần cấu tạo của thiết kế nên một cái guild, dây guild để cho nó hứng khởi. Cái con chuột nó đang hơi xoay. Đây rồi. Ở phần 1 đó là phần chế tạo và điều chỉnh các cái khí cụ hưu cơ bản, những cái điều chỉnh cơ bản của khí cụ hưu. Thì ở đây là hình dạng cơ bản của hưu và dây cung lý tưởng, hình 5.2 và 5.3. Khí cụ hưu được chế tạo từ cái dây gam metal có cái đường kính có cái kích thước dây là 016, 022, 017, 022, 018, 022. Đó, ở đây nó cũng có thể có cái 025 hay sao, không 025 có, 17 025 có, 18 025 có. Bên công ty cung ứng cái vật liệu này ở Việt Nam nó có mang về. Ở miền Bắc thì là có cái công ty Nha Phong, miền Nam thì có công ty Mắc Đen, nó mang cái dây này về. Đó thì em cũng mang sẵn hai cái dây ship từ Hà Nội về đây rồi. Thì sau khi đọc xong thì chắc là không kịp để mọi người bẻ về, mọi người chắc là cũng chưa có đầy đủ, không phải ai cũng có đầy đủ sẵn cái kềm. Thì hôm tới em sẽ ngồi em quay cái đoạn bẻ đấy, thì hôm nay sẽ đọc thôi. Thì hình dạng căn bản của cái dây ấy, nó là một cái dây cung lý tưởng với các cái lúp đứng ở mỗi cái vùng liên kẽ răng, từ phía xa của răng cửa bên trở đi. Nó được dùng trong cái giai đoạn là kết thúc điều trị, được dùng trong giai đoạn là kết thúc điều trị của cái điều trị Edwire. Tất cả những cái thông tin về giải phẫu cần thiết của cung răng cần phải được tích hợp vào dây găm, dây gill, và kích thước của dây nó sẽ tăng lên theo cái quy trình điều trị. Có nghĩa là ban đầu có thể người ta sẽ đi dây 016 22, sau đó thì người ta sẽ tăng lên là 17 22 hoặc 18 22. Thì bẻ dây theo 3 chiều không gian trên cái dây cung lý tưởng. Thì thứ nhất đó là bẻ theo trình tự 1, trình tự 2, trình tự 3, nó gọi là order 1 2 3. Thì cái order 2 là trình tự 2 nó sẽ là lúc đứng này, cái bực lên xuống này, nó gọi là step up, step down hoặc là tip back, đó là những kích hoạt ở trên cái mặt phẳng sagittal. Đó là trình tự 2, và trình tự 3 là theo cái mặt phẳng theo cái chiều ngoài trong tọt. Và các cái dây các di chuyển răng lý tưởng sẽ xảy ra đồng thời trên dây cung với sự điều chỉnh theo 3 chiều trong không gian, được bẻ trên dây cung. Thế mục tiêu của nó cũng là tạo ra sự di chuyển của từng răng và theo 3 chiều không gian, tương tự như là cái mục tiêu của cái dây dây mưu thôi. Thì cái dây gam metal ở đây là cái đóng gói, cái hình thức hộp như thế này đóng gói. Nó sẽ có dây cung ở hàm trên và dây cung ở hàm dưới, nó được uốn sẵn hoặc là sẽ là một cái dây thẳng. Sau đó mọi người sẽ sử dụng cái turret để mà mọi người uốn một đoạn dây thẳng như vậy. Nếu mà làm khéo thì mình cắt ra thành hai và mình bẻ được hai dây găm theo cái dạng adform. Còn nếu không thì mọi người sẽ mua sẵn cái adform này, mua sẵn cái adform này. Thì cái đặc điểm đó là nếu mà chúng ta mua sẵn cái adform thì có thể chúng ta bẻ vừa đủ, có thể chúng ta bẻ vừa đủ, có thể chúng ta bẻ nó hơi bị thiếu. Đó, với một cái cung răng mà nó đầy đủ là 28 răng, coi là 14 răng trên 14 răng dưới, thì có thể là vừa đủ hoặc thiếu tùy vào cái kỹ thuật bẻ của chúng ta.
bẻ khéo một chút thì là đủ. Thế còn nếu mà đối với một cái cây mà nó có nhổ răng, tất nhiên là có nhổ răng thì vẫn có thể điều trị được, thì đương nhiên là nó sẽ thừa dây. Đó. Một cái dây này trị giá là khoảng 200.000, 200.000 một cây dây. À, chúng ta sẽ với một ca thông thường thì có thể là sử dụng một hoặc hai cặp dây. Như vậy là tổng chi phí chúng ta sẽ lên là thêm 400 đến 800. Tuy nhiên thì sử dụng cái hệ mắc cài 018 018 mà của Remo hoặc là của Morelli, hệ Ricket hoặc là hệ Edgewise, thì bộ mắc cài đó, kim loại đó nó lại rẻ, nó chỉ có đâu đó dưới 800 900 gì đó đổ lại. Đấy, thì thực tế mà nói thì cái chi phí mà dành cho cái điều trị với gam metal nhìn tổng quan thì nó sẽ rẻ hơn so với điều trị thông thường. Chỉ có là gì, chúng ta sẽ mất cái thời gian ngồi bẻ dây. Dây cung lý tưởng của hệ thống Gill, thì dây cung lý tưởng là một cái khái niệm mà nó nói đến cái việc là có sự bù trừ theo cái order 1, theo cái trình tự horizontal, trình tự nằm ngang ấy, thì là bù trừ cái độ in out, cái sự ra vào của cái răng, các răng ở trên cùng một cung, do cái gì, do cái kích thước của các răng nó sẽ khác nhau theo chiều ngoài trong. Ví dụ như là ở răng cửa bên của răng của hàm trên, răng cửa bên của hàm trên thì nó sẽ có cái phần mặt ngoài của nó sẽ không có, nó sẽ không có, đây mở to cái này ra đây, nó sẽ không nhô ra nhiều như là răng cửa giữa hay là răng nanh. Như vậy thì chỗ này người ta sẽ tạo ra một hai cái offset ở hai phía gần xa của răng cửa bên để cho cái răng cửa bên đi vào một chút xíu. Răng 3, 4, 5 thì sẽ coi như là cùng một cái độ nhô. Nhưng mà ở chỗ răng đây là hàm trên, răng 6, 7 của hàm dưới này, của hàm trên này với cái răng 4, 5 thì chúng ta sẽ có một cái offset ra ngoài để mà đưa cái thể hiện cái độ nhô của răng số 6, số 7 ở chỗ này. Đó, đây là gọi là dây cung lý tưởng. Thì cái điều này nó sẽ không cần phải làm nếu chúng ta sử dụng cái hệ mắc cài mà nó có sẵn cái in-out bù trừ cho cái độ nhô này. Đó. Thì những cái mắc cài thông thường mà bình thường chúng ta hay dùng là Rode hay là MBT mà các cái đơn vị họ cung cấp á, thì chúng ta đã có sẵn cái đó, là mắc cài tiền chỉnh đó đã có sẵn cái in-out rồi. Và thường thì chúng ta cũng trước đây mà khi mà không có đọc về cái Mugil này thì cũng ít người để ý đến cái thông số in-out này. Những cái thông số mà trên một cái bộ mắc cài, nó gọi là cái talking base, là những thông số mà được thiết kế ở trên đế của một bộ mắc cài, thì nó sẽ có các thông số về tiếp tọt, độ xoay, độ rotation, độ xoay, và cái độ dày của đế mắc cài nó là cái in out để nó đẩy ra đẩy vào. Thì ví dụ như là MET thì nó sẽ cho cái răng số 6 hàm hàm trên này này, nó sẽ có cái độ xoay là độ xoay ra ngoài, distal offset của nó là xoay ra ngoài, xoay ra bên xa là 10 10 độ. Đó, nó thêm sẵn, hoặc là những cái chỗ này thì nó sẽ bù trừ bằng độ dày của cái đế mắc cài, nó sẽ dày hơn. Đế mắc cài của răng 6 7 nó sẽ mỏng hơn. Đế mắc cài của răng cửa và răng nanh nó sẽ dày hơn so với đế mắc cài của cái răng cửa bên. Thì nó đã bù trừ sẵn trên đó rồi. Thì nếu giả sử như anh chị mà có những cái ca lâm sàng mà mình vẫn đang sử dụng cái hệ thông số là của MBT hoặc của Rode đó, và cái khe mắc cài nó là 018 hoặc 022 chẳng hạn, nó đều có những cái bù trừ rồi, thì mình sẽ không cần phải bẻ cái lý tưởng này nữa, cái offset để mà điều chỉnh này nữa. Và đương nhiên là đối với cái khe 022 thì chúng ta nên sử dụng cái dây cung nó lớn hơn một chút, đó là dây cung 18 1725 hoặc 1825. Tất nhiên là dây cung lớn thì bẻ lên thì nó sẽ mệt hơn một chút, nó đau tay hơn một chút và cái lực nó lớn hơn. Hình AB cho thấy là góc nhìn từ mặt nhai, và dây cung lý tưởng với các lúc đứng ở cái vùng liên kẽ bắt đầu từ phía xa răng cửa bên. Nó cũng tương tự như cái mưu là chúng ta sẽ có các cái vùng liên kẽ từ cái răng cửa bên cho đến răng răng số 7, có 5 cái lúc, 5 lúc cơ bản như vậy. Tuy nhiên thì có thể do cái lực bật, cái sức bật của cái dây ở những cái vùng răng cửa là bốn răng này này, nó sẽ hơi yếu một chút xíu, cho nên đôi khi các bác có thể thấy là trên thiết kế thực tế lâm sàng thì có nhiều người họ sẽ thêm hai cái lúc
ở cái vị trí giữa răng cửa bên và răng cửa giữa để gia tăng thêm cái lực ở chỗ đó. Trong trường hợp mà muốn 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 thêm lực ở chỗ đó thì có thể thêm đó, thì cái đó là cái mà cái linh hoạt điều trị của các bác sĩ trên lâm sàng. Thì chúng ta sẽ xem các cái phần trình tự 7 giây. Rồi. Thứ nhất đó là hình 54, chúng ta xem ở đây. Thì bẻ dây theo trình tự 1, theo cái mặt phẳng ngang như chúng ta đã xem. Thì ở đây chính là bẻ các cái offset của hàm trên và hàm dưới đây. Thì bẻ theo trình tự 1 là hay là bẻ dây theo cái in-out sẽ được thực hiện ở trên cái mặt phẳng ngang horizontal của cái dây cung để bù trừ cho sự khác biệt về độ dày của ba vùng ở cái cung răng hàm trên. Cung răng hàm trên thì có ba vùng đấy, là giữa răng cửa giữa và răng cửa bên, thì nó còn gọi là lateral offset, cái offset ở vùng cửa bên. Và ở cái vùng tiếp theo là vùng giữa răng nanh và răng nanh và răng cửa bên thì gọi là canine offset, là cái offset ở răng nanh. Và giữa răng hàm nhỏ với răng hàm lớn thì là molar offset. Như vậy là khi mà họ quy ước như vậy thì đôi khi lúc nào đó họ nói là bây giờ là sẽ thêm cái offset ở cái vùng răng hàm thì gọi là molar offset, hoặc là vùng răng nanh, chúng ta vùng răng nanh thì sẽ là giữa răng nanh và răng cửa bên đó. Và tiếp đến là ở hàm dưới thì có hai vị trí sẽ được bẻ offset ở làm mỗi bên để bù trừ cho sự khác nhau về độ dày của giữa răng nanh và răng hàm nhỏ. Như vậy hàm dưới, vị trí của răng chỗ cái canine offset ở hàm dưới nó sẽ là ở phía phía xa của răng nanh, giữa răng nanh với răng hàm nhỏ, và cái molar offset là giữa răng hàm nhỏ và răng hàm lớn ở hàm dưới. Như vậy là hàm trên thì có 3 vị trí offset ở mỗi bên, hàm dưới thì sẽ có 2 vị trí mình bẻ offset, và chúng ta sẽ có bẻ toe in để xử lý cái việc xoay ở cái răng hàm lớn hàm trên và răng hàm lớn hàm dưới. Bởi vì là trên mắc cài Edgewise thì sẽ không có thêm cái thông số thông số về 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 độ xoay. Tất nhiên là ở trong sách của bác sĩ Kim ấy, Dr. Kim, thì là ông ấy có cái bộ mắc cài, ông ấy thiết kế bộ mắc cài là mắc cài Kim ấy, thì ông có thêm cái độ xoay. Thông số như thế nào thì em cũng không thể nhớ chính xác, mọi người có thể lật lại cái đoạn đó của ông Kim, ông có. Và cái in-out này ấy, là ông có thêm vào trong bộ mắc cài của ông luôn, là ông không phải bẻ mấy cái này nữa đó. Rồi bẻ dây trình tự thứ hai là theo cái sagittal, theo chiều trước sau. Bẻ dây vuông góc là nó sẽ vuông góc với cái trình tự một là nằm ngang, trình tự hai thì dựng đứng lên đó, và sẽ gọi là cái trình tự thứ hai. Các cái lúc đứng, các bậc thang, các cái tiếp bách thì thuộc về cái trình tự này. Kềm ghiêu được đâu rồi kềm ghiêu được thiết kế kềm ghiêu được thiết kế chuyên biệt cho cái dây găm metal, được dùng để bẻ lúc đứng. Đó là cái căn bản của cái khí cụ ghiêu. Lúc đứng là cái lúc căn bản của khí cụ ghiêu, tương tự như là cái eo lúc là cái lúc căn bản của khí cụ mưu. Thì muốn bẻ cái khí cụ mưu thì luyện nhiều cái eo lúc, còn muốn bẻ cái khí cụ này thì luyện nhiều cái lúc đứng. Điều chỉnh các cái bậc thang, các tiếp bách và các lúc đứng sẽ được thực hiện bằng kềm ghiêu. Rồi bẻ dây theo trình tự 3, bẻ dây theo trình tự thứ 3, hình 56, hình 55 lúc nãy đây là cái hình mà mô tả về cái việc bẻ theo cái sagittal. Đây là các cái tiếp bách. Bẻ dây theo trình tự 3 thì bẻ tọt để kiểm soát cái độ nghiêng của các răng, thì gọi là bẻ dây theo trình tự 3. Trình tự 3 này thì gồm các thành phần: một là độ cong của dây cung theo mặt phẳng ngang, hai là độ cong của dây cung, độ cong trên mặt phẳng vuông góc với trình tự 1, ba là sự xoắn của dây. Có hai loại tọt: tọt chủ động và tọt thụ động. Tọt thụ động thì sẽ không sinh ra sự di chuyển của răng và nó sẽ duy trì vị trí của các răng bằng cách phù hợp với mặt hình thái, phù hợp với cái hình thái bề mặt ngoài và trong của chúng. Tọt chủ động được thiết kế để tạo ra sự thay đổi ở cái trục nghiêng của răng. Rồi thì chúng ta sẽ xem cái minh họa hình 56. Đây là 54 thì chúng ta đã xem rồi.
5 năm, đây là các cái lúc đứng và các cái tiếp bách cũng như là các cái bậc thang khi chúng ta bẻ thì nó sẽ là thuộc về cái trình tự này. Về cái trình tự về cái mặt phẳng bên này thì nó thuộc về là kiểm soát torque. Kiểm soát torque thì chúng ta sẽ thấy là ở đây là có sẽ passive torque, active torque và sẽ có cái progressive torque. Cái torque mà nó đang hiển thị đang có tác dụng thì nó gọi là cái progressive torque. Thực ra thì bản chất của torque thì nó sẽ là gì, nó có thể có ở sẵn ở trên trên cái dây cung hoặc là trên mắc cài do chúng ta mắc trên dây cung thì cho chúng ta sẽ thêm vào. Đây là các cái độ nghiêng khác nhau, họ được minh họa ở cái vùng răng trước và vùng răng bên đó, và chúng ta sẽ có cái phần tọt đi vào uốn khác nhau thì nó sẽ tạo ra những cái sự xoay khác nhau của răng. Cái này thì nó không quá khó hiểu đối với mọi người rồi. Về mặt chế tạo rồi là về mặt quy ước, và bây giờ là những cái chế tạo thì chúng ta sẽ có là dụng cụ và các cái dây được dùng để chế tạo ghiu. Theo hình 57 thì chúng ta thấy là dụng cụ bộ dụng cụ và dây cung được dùng để chế tạo ghiu thì bao gồm có kềm ghiu và là cái cơ bản nhất, và có thể dùng kết hợp với kềm tuýt bẻ lúp. Kềm tuýt bẻ lúp là cái kềm đây, kềm số 2, kềm tuýt mà tạo form đây. Nó sẽ có ba cái mấu, ba cái bậc phía phía đầu tròn và có một cái lòng máng. Và đây là có kềm mỏ chim, bird big flyer, và có kềm tạo form hollow chop, hay hay ở mình thì các bác hay gọi là cái kềm mà De La Rosa. Đó, cùng với cái dây là dây gunmetal, dây chữ nhật hàm trên, và được tạo sẵn cái form rồi. Kích thước nó là 0.16-22, 0.17-22 và 0.18-22 inch. Bẻ dây ghiu cơ bản thì chúng ta sẽ có các hình như sau, 58, 59 và 50. Thì nó sẽ mô tả là kềm thì sẽ được thiết kế chuyên dụng cho việc bẻ dây găm trong việc thiết kế trong cái hệ thống ghiu. Thì một hệ thống điều trị chỉnh nha để thiết lập cái khớp cắn sinh lý. Ghiu là hệ thống chỉnh nha để thiết lập cái khớp cắn sinh lý lâm sàng với cái dây gunmetal. Thì hai phía của mỏ kềm á thì nó sẽ giống nhau. Hai hai phía ở mỏ kềm giống nhau, và ở đây chúng ta sẽ cần biết là nó sẽ có những cái kích thước khác nhau theo chiều ngang và chiều đứng ở đây theo hình 58. Thì cái thứ nhất là những cái bậc, chúng ta thấy có những bậc khác nhau, 1 2 3 và 4 bậc. Ở đây có 3 có 4 3 cái hình dáng kềm khác nhau để đưa về Việt Nam. Cho nên là chúng ta có thể lựa chọn, chúng ta chỉ cần lựa chọn hai trong ba kềm thôi, là kềm số 1 3 và kềm 2 3 là được, không cần phải mua cả cả ba. Có tiền thì cứ mua. Kềm ghiu thì được thiết kế chuyên biệt rồi, hai phía của một kềm giống hệt nhau và có cái đường kính là 1,3 mm. Đã cho phép bẻ lúp ở cả hai phía, có nghĩa là độ rộng của một cái mỏ này nó là 1,3, độ rộng của một cái mỏ này là 1,3 mm, độ dày của cái mỏ là 1,3 mm, 1,3 mm rồi, và cho phép bẻ lúp ở cả hai phía. Mỏ kềm thì được phân thành 4 bậc theo hình tháp, và bậc đầu tiên trên cùng là có độ rộng là 2,5 mm cả chiều rộng và chiều cao, có nghĩa là cả chiều rộng và chiều cao của cái này là 2,5 mm. Bậc này sẽ tạo lúp đứng dạng ngắn là short form, và bậc thứ hai là 3,5 mm, thì 3,5 mm và cũng có chiều rộng và chiều cao bằng nhau. Bậc này tạo ra lúp đứng dạng trung bình, và bậc thứ nhất và bậc thứ hai phối hợp sẽ tạo ra một cái dạng lúp kết hợp là combination lúp, là có một cái chân ngắn và một chân dài để chúng ta sẽ kích hoạt step up và step down. Và cái bậc với bậc thang lên hoặc bậc thang xuống theo hình 50 ở đây rồi. Bậc thứ ba là cao bậc thứ ba cao 3,5 mm, là bậc này 3,5 mm và có độ rộng là 6,5 mm. Nó sẽ xấp xỉ độ rộng của cái này, nó xấp xỉ 90% độ rộng trung bình của răng số 4 hàm trên và răng 3 hoặc là răng 4 hàm dưới.
Như vậy là nó sẽ tương đương với 90% cái độ rộng của răng 4 trên và răng 3 hoặc 4 dưới. Như vậy thì chúng ta không cần phải ướm cái dây vào trong cái miệng bệnh nhân nữa, mà chúng ta dùng cái thân này dịch nhẹ một chút. Đó, tương đương khoảng 90% thì là chúng ta sẽ có thể bẻ được lúc. Đó, thì đây là một cái cách để các ông đo luôn. Tiếp đến là gì? Tương tự thì bực thứ tư sẽ cao 2,5 mm. Cao 2,5 mm và nó sẽ có độ rộng là xấp xỉ 90% độ rộng trung bình của răng nanh trên và răng số 7 hai hàm. Độ rộng này là 7,5 này, là răng tương ứng với cái 90% của cái răng nanh và răng số 7 của cả hai hàm. Răng nanh hàm trên nhé. Răng nanh hàm trên và răng số 7 hai hàm. Răng nanh hàm dưới thì nó tương ứng với cái độ rộng 6,5 này rồi, nó sẽ chiếm 90% rồi. Và cái độ rộng ở của cái thân kềm phía sau này, sau cùng này, nó là 8 mm. Và mỗi bậc thì mỗi bậc đều ở giữa so với cái trục của thân kềm, có nghĩa là cái trục thân kềm ở đây đi có một cái đường trung trực qua đây thì tất cả này sẽ nằm ở chính giữa xếp chồng lên nhau. Và do đó độ rộng bờ vai của hai phía là bằng nhau ở mỗi bậc, là ví dụ như là cách nhau từ 3,5 cho đến 2,5 này là cách nhau 1 ly, thì mỗi bên này là nửa ly. Đó. Và ở bậc mà cách giữa bậc 2, bậc 1 và bậc 2 là nửa ly này, vai của bậc 1 bậc 2 là nửa ly. Vai của bậc 2 và bậc 3 là 1,5 ly. Vai của cái bậc 3 và bậc 4 là 0,5 ly, và vai của cái bậc 4 này với cái thân là 0,25 mm. Đó thì giống như là cái hình đã mô tả rồi. Như vậy thì kềm không không chỉ được dùng để mà bẻ dây, mà còn được dùng như là một cái thước đo độ rộng của thân răng ở mỗi răng, ở mỗi thì có thể là dùng để đo độ rộng để mà bẻ cái phần khoảng cách giữa các lúp. Đó là cái ước lượng. Thì cái này nó cũng tương tự như là kềm kềm kim cũng có cái kích thước thiết kế cụ thể đấy ạ. Và người ta cũng có thể sử dụng cái kềm kim để đo áng chừng cái độ rộng của độ độ cao của cái chân lúp, độ cao của cái chân lúp bẻ cái mưu ấy. Thì ở trong cái có một cái video hướng dẫn về bẻ mưu thì đã có cái minh họa là cầm cái kềm kim kim để đo luôn. Đó, thì đây là cái kềm ghiu. Đây là cái dạng lúp, nếu mà bẻ với cái phần cái đầu là 2,5 thì sẽ tạo ra một cái chân lúp mỗi bên là 2,5 này, nó sẽ cao như này, đây gọi là lúp ngắn. Còn bẻ với cái lúp 3,5 hoặc là chúng ta chỉ nên bẻ lúp cao với cái 3,5 thôi, còn nếu mà sử dụng cái kềm mà có một cái kềm mà nó có độ rộng là 4,5 ấy, thì cái kềm có một cái kềm em không nhớ là vị là số số thứ tự của kềm, nhưng mà cái kềm đó là cái mỏ phía trên, cái bậc 1 là độ rộng là 1,5, cái bậc thứ hai của nó là 4,5. Đó thì các bác là mua cái kềm mà nó một cái là gì, một cái là 2,5 này, cái chỗ này là cái kềm này là có 2,5 và 3,5 rồi, một cái kềm nữa là 1,5 và 4,5 là ok, chỉ cần mua hai cái đó là xong. Đó, chỉ cần mua hai cái đó là mình sẽ có đủ các cái kích thước mình bẻ, mình không cần phải mua tất cả bộ. Thì chúng ta sẽ bẻ với 3,5 ở đây là lúc cao là 3,5 là ok rồi, bởi vì dây nó không đủ dài đâu, nếu mà bẻ nó quá lãng phí đoạn trước thì đoạn sau nó sẽ bị thiếu. Ở đây là lúc dạng ngắn thì hai chân là 2,5. Đó, được tạo bởi cái bậc thứ nhất. Lúc dạng dài thì là lúc dạng trung bình nó sẽ là 3,5. Rồi, ở đây là combination theo hai chiều. Nếu mà chân ngắn trước, chân sau dài thì nó sẽ là step down xuống. Nếu mà chân trước dài và chân sau ngắn thì nó sẽ là step up, đẩy lên. Rồi, và đây là chế tạo các cái lúc. Các bước 3, đây là bước mà bên này là tác giả đã vẽ rất là chi tiết. Đó. Thì cái việc bẻ lúp của cái ghiêu này thì thứ nhất là A là chế tạo lúp dạng ngắn. Chế tạo lúp dạng ngắn thì cái kẹp dây cung ở giữa cái bậc thứ nhất của kềm ghiêu và bẻ một cái lúp
đứng cao khoảng 2.5 ly bằng với độ rộng 2.5 của bậc thứ nhất. Đây là cái thao tác kẹp đây. Kẹp vuông góc và không để cho cái dây nó bị xê dịch. Sau đó thì chúng ta ép vuông góc lên. Ép vuông góc lên và ở chỗ này thì sẽ lấy cái chỗ này. Đây là cái kẹp ở vị trí đánh dấu, xong đó thì bẻ lên vuông góc, xong đó thì sẽ xoay cái kềm kẹp sang phía bên chân đứng này và vuốt nó xuống. Ở đây thì các bác cứ vuốt xuống kịch chạm luôn đi, xong thả ra thì nó sẽ bật ra được như thế này đó. Và sau đó thì chuyển kềm sang kẹp sát ở đây, chỗ này mình sẽ bẻ vuông góc hẳn luôn. Cái bẻ ngoặt trở lại này nó sẽ bẻ vuông góc luôn với cái chân đứng thứ hai này. Đó. Bẻ vuông góc luôn. Đấy thì như vậy là chúng ta sẽ có hai góc vuông ở chỗ này. Hình này là chúng ta sẽ có hai góc vuông. Một góc vuông ở đây, một góc vuông ở đây, sau đó chúng ta mới bóp lại. Bóp lại. Đó, và chúng ta giữ cái đoạn này để tạo ra một cái chạy như thế này. Đó là nó sẽ có hai cái chân ngang. Như vậy là sẽ có là cái chỗ hình D này là chúng ta bẻ hẳn xuống và thả ra thì nó sẽ ra được một góc kiểu như này, xong nó kẹp. Và chỗ này thì nhớ là bẻ vuông góc ở chỗ này, hình F bẻ vuông góc chỗ này, sau đó chúng ta kẹp thì nó sẽ ra được cái hình dáng. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là đây hình D, cứ khi mà vì dây này nó có tính đàn hồi mà mình bẻ nó song song luôn cái này thì nó sẽ thả ra phát thì nó sẽ ra đúng cái góc này luôn. Đó, và chúng ta quay lại cái kềm nó kẹp ở đây, bẻ vuông góc lên, đúng chỗ này phải bẻ vuông góc lên và chúng ta kẹp lại thì sẽ lại ra được một cái dây ở một cái lúc là 2.5 ly. Đó là xong, như vậy là ra được một cái lúc. Cái thứ hai là sẽ chế tạo cái dạng lúc trung bình. Lúc trung bình thì người ta chỉ là đổi cái bậc 1 sang bậc 2 thôi, bậc 1 sang bậc 2. Đây là bậc 2 ở đây. Đó, kẹp vào bậc 2 là có độ rộng là 3.5. Thì người ta sẽ bẻ vuông góc ở chỗ này, xong đó thì kẹp sang cái chân đứng. Cũng tương tự như vậy. Cái này khá là dễ dàng, bẻ xuống, thả ra thì nó ra được cái góc này. Xong kẹp sang đây cũng bằng cái bậc 2 và bẻ vuông góc chỗ này. Bẻ xong vuông góc ở đó rồi thì ra được hai cái chân như này với hai cái góc vuông hai bên. Và bây giờ chúng ta sẽ bóp nó vào. Kẹp bóp vào. Chỉ có một cái lưu ý rằng là đối với cái phần cao 3.5 này này thì kẹp bóp rất là dễ, nhưng mà đối với cái phần 2.5 thì kẹp bóp khá là khó. Nó hơi bị trơn. Bởi vì cái mỏ kềm này nó cũng trơn. Cái dây nó cũng trơn thì chúng ta sẽ không cầm tay kiểu này, mà chúng ta có thể giữ tay ở ngay cái vị trí mà con chuột em chỉ đây này. Đó, giữ tay ngay, đặt một cái ngón tay ở đây, ép nó vào để cho nó khỏi bị trượt cái lúc mình bóp là ok. Đó, thao tác chỉ có vậy là ra được cái lúc. Đây là chiều cao trung bình, là chân lúc là 3.5. Và đây chúng ta sẽ có mô tả ở đây. Bẻ vuông góc lên ở đây, bẻ từ cái kẹp chỗ C và bẻ xuống dưới thả ra thì nó sẽ ra được cái góc như thế này. Và bẻ chuyển cái kẹp sang bên chân đứng bên này, bẻ vuông góc lên, bẻ vuông góc lên và kẹp nó. Đó, đối với chân ngắn thì có thể đặt vào đây, đặt tay ở chỗ này dí vào. Đó. Rồi, như vậy là được 3.5. Thì đối với cái kềm này là kềm có hai cái đầu là 3.5 và hai cái bậc là 3.5 và 2.5. Thì đôi khi để tiết kiệm dây một hai đoạn mà em lỡ bẻ quá rồi thì em xoay sang cái kềm mà 1.5 ly ấy. Nên bẻ 1.5 thì nó cực ngắn, bóp nó hơi bị khó, thì việc là mình giữ tay chỗ đây để mình bóp là rất là quan trọng. Đó, rất là quan trọng để cho nó đảm bảo được. Thì cái 1.5 này ấy, thì thường hay em hay nếu mà để cái lúc mà siêu ngắn kiểu 1.5 đấy thường hay hay để ở vị trí lúc số 1 hoặc cái lúc mà giữa răng 4-5. Đôi khi mà thấy thiếu thiếu dây thì mình để đấy giữa răng 4-5. Thì đôi khi là có những cái tình huống là mình bẻ là cái răng 4-5 á, nó sẽ là một cái thân ngang luôn. Nhưng mà đôi khi mình cần phải đeo cả thun ở cái vùng đó nữa thì thôi, thì chỗ đó mình cứ dự phòng một cái lúp nhỏ ở đó để mình cần mình đặt thun. Mình đặt thun ở đó. Hoặc là ví dụ như là mình bẻ dây mưu
mà không có nhiều ý đồ lắm ở cái chỗ giữa tháng 4 năm á, thì em cũng sẽ bẻ một cái kết hợp một cái lúc dạng đứng kiểu như của Gil ở ngay giữa tháng 4 năm ở trên cái cung Mew ấy. Nó đỡ mất công bẻ thêm à. Thì đó là cái gọi là ngoài lề thôi. Bây giờ chúng ta sẽ sang là chế tạo cái dạng lúc kết hợp. Lúc kết hợp là cái lúc mà nó sẽ có cái một chân ngắn và một chân dài đó, và nó sẽ tạo ra cái step up hoặc là step down. Thì ở trong cái hình này thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây hình A là tác giả kẹp bằng cái bậc đầu tiên. Cái thực ra kẹp ở cái chỗ này đầu tiên này chưa có giá trị lắm, cái này chỉ là để bẻ lên thôi, để vuông góc lên thôi. Chỗ này mới quan trọng. Chỗ này là bác sĩ cái tác giả bẻ kẹp bằng cái bậc thứ nhất. Chỗ này sẽ là tạo ra một cái chân ngắn 2.5 ly đó, và bẻ xuống. Sau đó chúng ta sẽ thấy là chuyển sang bậc thứ hai phía sau. Bậc thứ hai phía sau chính là 3.5, và bẻ vuông góc trở lại ở đây. Như vậy là chân trước ngắn và chân sau sẽ dài đó. Và ở đây chúng ta thấy là bác sĩ đã kẹp ở đây, tác giả đã kẹp ở đây. Như vậy thì chúng ta nên giữ cái tay ở cái vị trí này để kẹp cho nó dễ, nó đỡ bị trơn. Đó, giữ cái tay ở ngay vị trí mở của cái lúc này đó, để khỏi bị trượt, bóp phát nó trượt cái dây đó. Đó thì chúng ta sẽ có hình dạng là bên ngắn bên dài. Và thường ấy, bởi vì là đây là cái dây dây găm, và cái bậc này nó cách nhau nó không quá nhiều, cho nên là cái khuyến khích là chúng ta sẽ thêm bậc ngay từ đầu. Chúng ta không bẻ cái bậc ở chỗ răng 4 5 là song song với phần răng nanh và răng cửa, mà chúng ta sẽ kích hoạt luôn cái việc là làm chồi răng 4 5 ở ngay cái giai đoạn đầu điều trị luôn. Đó. Thì về sau việc điều chỉnh thêm cái độ dài của này nó sẽ đỡ mệt hơn. Còn nếu mà chúng ta bẻ nó đều chân rồi thì đoạn sau chúng ta phải kích hoạt, thì nó sẽ cái giới hạn kích hoạt nó sẽ ngắn hơn. Thế giới hạn kích hoạt của cái dây găm nó sẽ ít hơn giới hạn kích hoạt của dây dây ghiu. Dây ghiu toàn bộ cái lúc phía trên rất là dài, cho nên mình có thể điều chỉnh cái chiều dài của lúc phía trên để chúng ta có thể kích hoạt được sâu hoặc là kéo cao lên hoặc hạ xuống nhiều. Còn cái này thì mình sẽ kích hoạt trước. Thì tương tự như vậy ở chỗ này có ai nhắn gì ta? Anh Thắng, ok. Anh Thắng anh nhắn mèo. Ok rồi. Thì ở đây là chúng ta có là C. Ở chỗ này thì bác sĩ cái tác giả họ kẹp bằng cái bậc bậc đây là bậc 1. Sau đó bậc bậc thang 1, sau đó thì ở đây là bậc thang 2, ở E là bậc thang 2, và tạo ra một cái chân ngắn chân dài. Cái này rất là dễ, nó không có gì nhiều để mà. Đấy, nhưng mà mọi người sẽ phải mua cái dây găm 200 nghìn thôi. Một cái dây đó, và chúng ta sẽ bẻ đi bẻ lại cho nó cho nó quen tay. Một cái dây này vì nó siêu dẻo siêu đàn hồi, cho nên là mình có thể dùng đi dùng lại, mình kích hoạt đi kích hoạt lại cho nó chán, cho nó đỡ đỡ tốn tiền. Thì ở đây là bẻ cái lúc kết hợp với cái chân phía trước dài chân sau ngắn. Thì ở đây tác giả sẽ là gì, sẽ kẹp ở chân đứng ở chỗ này. Đây, chỗ này là bằng cái bậc thang số 2 là 3.5 ly. Và sau đó tác giả sẽ bẻ xuống rồi đây. Rồi được cái chỗ này rồi, thì bây giờ bắt đầu chuyển sang bậc số 1 ở hình H này. Hình E, bậc số 1 ở đây là 2.5 ly. Như vậy chúng ta sẽ đạt được cái chân phía sau, bẻ vuông góc chỗ này luôn. Đó. Các bác nên nhớ là mình đây là chắc là thầy thầy Kim à, thầy thầy sư thầy để cái dây như thế này để chụp ảnh cho dễ thôi, chứ còn nên bỏ ngón tay ở chỗ này nếu không nó trơn nó trượt lắm đó. Và chúng ta sẽ đạt được cái một cái chân là phía dài phía trước và ngắn phía sau. Cái này là step up lên đó. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần là step down step up ở đây rồi. Thì bây giờ sẽ là cái phần mà tác giả sẽ bẻ ở trên một cái mẫu hàm. Tác giả sẽ bẻ trên một mẫu hàm. Trên mẫu hàm như sau, là thứ nhất là dây găm metal mà có hình dạng form trước ấy, đó sẽ được kết hợp ở đây có nhiều cái kích thước khác nhau. Thì khí cụ mưu ở hàm trên được chế tạo bằng cách là sử dụng dây khí cụ ghiu hàm trên được
bằng cách sử dụng dây găm metal của hàm trên có kích thước thích hợp, được tạo hình sẵn theo hình dạng cung lăng hàm trên. Và hình 519 này thì cho thấy cái minh họa về khí cụ ghiu ở hàm trên và hàm dưới hoàn thiện. Thì ở đây là đã thêm cái kích hoạt làm trôi của cái răng cối nhỏ ở hàm trên và hàm dưới ở trên cái dây ghiu này. Và ở đây là chúng ta nhìn thấy là nếu mà kích hoạt và đi vào mà nó tạo ra được cái sự nhả khớp hoàn toàn đó, thì nó sẽ như thế này. Thực ra thì nó không nhả quá to như thế này đâu, đây là vẽ này để nhìn rõ thôi, chứ khoảng này khoảng nhả này không quá là cần thiết nhả quá rộng như thế này. Chúng ta chỉ cần xác nhận là trong cái điều trị chúng ta chỉ cần xác nhận là cái giai đoạn mà chúng ta làm nhả khớp thấy nhả khớp hoàn toàn là ok. Ok là chúng ta có thể chuyển bước điều trị rồi, chứ ta không cần phải chờ cho nó đến nó nhả rộng hoác như thế này. Thì ở đây là tác giả sẽ làm ở trên cái mẫu hàm và sẽ đánh dấu đường giữa. Đánh dấu đường giữa ở cái mặt mặt dây là 0.22 inch để khi mà so lên đây nhìn cho thuận mắt. Và bây giờ là sẽ đánh dấu cái điểm. Sẽ đánh dấu cái điểm ở giữa răng cửa bên và răng nanh hai bên, thì tác giả sẽ bẻ vuông góc lên thôi. Đấy, bẻ vuông góc lên ở chỗ này thì là một cái dạng lúp, ở chỗ này là lúp giữa răng 3 và răng 2, thì tác giả sẽ để là một cái lúp dạng ngắn với dùng cái bực 1 để bẻ ra lúp dạng ngắn ở đây đó, và chúng ta đã có cái lúp dạng ngắn ở một bên. Sau đó thì tác giả bẻ tương tự với bên còn lại, căn đường giữa này đánh dấu và bẻ với bên còn lại. Đường giữa màu đỏ đây nên dùng mực màu đỏ hoặc là cái bút lông hoặc bút chì màu đỏ để nhìn cho nó rõ đó. Và bên này cũng sẽ bẻ một cái lúp dạng ngắn, bẻ từ chỗ này gập xuống như thế này này. Đây mới chính là cái mà đây không phải bẻ là gập chéo chéo kia đâu, mà bẻ như thế này đó, và thả ra thì nó sẽ đặt được cái góc kiểu như chéo chéo như lúc nãy. Rồi sau đó mới chuyển sang đây là góc, và mình bẻ vuông góc chỗ này lên đó, chỗ này mới là đúng. Cái ảnh minh họa lúc nãy là minh họa không có hết. Đây, bẻ vuông góc lên đây đó, xong đó thì bẻ hai cái này, bóp hai cái này vào để cho nó sát vào. Đó, như vậy là đã được cái dây, đã được cái lúp đứng hai bên và là lúp dạng ngắn 2.5 mm ở mỗi chân. Rồi sau đó thì tác giả lại đặt lên trên cái mẫu hàm ở đây, vị trí lúp ở đây rồi, và sẽ đánh dấu tiếp cái vị trí ở phía liên kẽ răng 3 và răng 4. Ở vị trí này á, thì tác giả sẽ kích hoạt luôn cái step down ở chỗ này để cho cái răng 4 phần đuôi 4 5 đi xuống. Thì chúng ta sẽ thấy là cái tạo dạng step down sẽ được thiết kế ở giữa cái răng nanh và răng 4. Cái thân của răng, độ rộng của cái thân răng nanh thì sẽ được đo bằng cái độ dày của cái bậc 4 là 7.5. răng nanh trên thì như lúc nãy là tác giả bảo là cái kềm này nó vừa là dùng để bẻ nhưng vừa làm thước để đo, thì răng nanh hàm trên sẽ đo bằng bậc 4 là 7.5 này, khoảng 90% như vậy. Thì có thể là gì, có thể là mình không cần mẫu hàm, mình bẻ thì mình sẽ đánh dấu mà ở trên miệng ấy, nếu bẻ trực tiếp trên miệng ấy, thì sử dụng cái này là áng chừng, cái thân này để áng chừng đó. Và chỗ này thì sẽ sử dụng một cái lúp là combination form, dạng combination để làm trôi là step down. Ở đây là tác giả đã ướm cái phần độ rộng của cái bực 4 này là 7.5, tương ứng 90% của răng nanh. Đây là đây, và ướm nó lên ở chỗ này để đánh dấu cái vị trí bẻ đó, áng chừng như vậy bằng cái cách đó. Và tác giả sẽ bẻ lên, bẻ gập lên ở chỗ này. À, thì như vậy á, là đã bẻ gập lên rồi, sau đó thì tác giả sẽ quay lại tạo một cái lúp kết hợp, thì nó sẽ là chân trước ngắn, thì sẽ sử dụng cái
sử dụng cái bực số 1 là 2.5 ly để bẻ gập cái chân đầu tiên. Đó, bẻ xuống hẳn luôn và thả nó ra, thì sau đó sẽ quay trở lại dùng cái bực số 2 là 3.5 ly để bẻ nó, để chân vuông góc ở chỗ này. Đây. Sau đó thì là bóp nó lại, thì chúng ta nhìn thấy đây là cái, đây, cái này đã tạo ra một cái step down ở cái vùng này. Step down này nó tương ứng với là độ chênh của hai cái, là một cái là 2.5 và một cái 3.5. Như vậy là độ chênh của cái này nó sẽ là 1 ly, step down 1 ly. Đó. Thì đây là cái step down ở vị trí đang giữa 3-4. Bây giờ sẽ là cái lúc dạng ngắn ở giữa răng 4-5. Giữa răng 4-5 thì không cần phải tạo bực. Chúng ta có thể là bẻ hoặc không bẻ cái lúc này. Đó, có thể không cần bẻ lúc này. Nếu mà bẻ thì là một cái dạng lúc ngắn, tiết kiệm dây thôi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đo, ở đây tác giả sẽ sử dụng cái bực số 3 với độ rộng là 6.5 để áng chừng cái kích thước của răng số 4, và nó sẽ tương ứng là 90% kích thước răng 4. Ở đây thì xong đó tác giả sẽ đo ở đây bực số 3 là bực này, bực 3 đây, và sẽ đo nó và để dùng nó để áng chừng 90% chỗ này để bắt đầu là kẹp để lấy độ rộng của cái phần phần dây ở chỗ này, và chúng ta bẻ vuông góc lên. Nên là tác giả sẽ làm như vậy. Đó, nó sẽ rất là thuận lợi nếu mà chúng ta bẻ trên miệng bệnh nhân áng chừng, chúng ta không phải đưa toàn bộ cái dây vào trên miệng cả. Và đây là loại dạng ngắn cho nên là bẻ chân trước và chân sau thì đều sử dụng cái bực thứ nhất cả, đều sử dụng bực thứ nhất, bẻ xuống đây, sau đó thì bẻ vuông góc ở đây, góc lên ở đây và bóp chân. Như vậy ở đây là sẽ có chân đứng ngắn ở đây. Đó, đây là lúc kết hợp để chân đứng ngắn. Và bây giờ đến cái phần giữa răng 5 và răng 6 thì chúng ta sẽ bẻ một cái lúc kết hợp với chân trước dài và chân sau ngắn để cho cái phần 6-7 nó được step up lên. Đó, và trên toàn bộ cái này thì là vùng răng cửa, vùng răng nanh 6-7 nó sẽ cùng trên một cái độ cao, còn răng 4-5 sẽ là thấp hơn, thì nó sẽ tạo ra cái sự trồi của cái vùng răng hàm nhỏ. À, tạo ra sự trồi của răng hàm nhỏ. Và đây là, đây rồi, đây là hình giữa cái, thì ở đây là tác giả sẽ sử dụng một cái loop kết hợp step up và ở giữa cái răng 5 và răng 6 để làm trồi cái vùng răng hàm nhỏ. Và cái dây này thì đâu rồi, sẽ được bẻ với cái với áng chừng ở chỗ này, để xem tác giả đang áng chừng đo bằng cái bậc bậc này là bậc 3.5 ở vùng second molar, sử dụng cái bậc số 2 3.5 ở second molar ở cái răng số 5 và di nó ra phía xa khoảng 1.5 ly. 1.5 ly cộng với 3.5 mới có 5 ly thôi. Đó. Và the third step, và sử dụng cái bực số 3. Ở đây phải sử dụng bực thứ 3 đúng không ạ? Như một cái reference là chúng ta sẽ đo bằng bực số 3 ở chỗ này. Đây, tác giả sẽ sử dụng bực số 3 là 6.5 ly chứ. Chỗ này là 6.5 ly. 6.5 ly là mấy bực số 3 này. Đây rồi. Răng đây, lật xuống chỗ này, răng số 5 và số 6. Xem. Đây. Kẹp cái dây cung ở phân đoạn của răng số 5 với bực hai của kềm ghiu 3.5, sau đó dịch ra 1.5 bằng cách là dùng cái độ rộng của bực số 3 để làm tham chiếu. Nói chung là hơi rườm rà, tác giả hơi rườm rà. Chúng ta chỉ cần sử dụng luôn cái bực số 3, đo cái độ rộng ở cái chỗ này, áng chừng với nó tương đương khoảng 90% là xong, đo được cái khoảng này rồi. Ở đây thì là tác giả đang cho rằng là cái răng này chắc là răng của mẫu hàm, nó sẽ có độ rộng là nhỏ hơn thôi, 5 chấm được 5 mm, có nghĩa là ngay cái răng số 5 này ở trên mẫu hàm này nó nhỏ hơn, nó thực sự là nó nhỏ hơn so với cái răng số 4 hơi nhiều,
cho nên là mấy tác giả mới sử dụng cái này, chứ còn cái bước này không phải là bước chung dùng cho tất cả mọi răng đâu, bởi vì cái kích thước răng số 5 này của mỗi người nó sẽ khác nhau. Mỗi người khác nhau thì chúng ta sẽ sử dụng cái kềm để áng chừng. Chúng ta sẽ sử dụng cái kềm này áng chừng cho từng cái răng, chứ nó không phải là bắt buộc là ở cái đến cái đoạn trước đó mình dùng cái bực này. Đây là tác giả đang mô tả cho chính cái mẫu hàm này thôi. Đó, cho nên em mới thấy hơi lạ lạ. Rồi, ok. Thì như vậy là chúng ta sẽ bẻ cái áng chừng của này bằng 5 mm đối với tương ương với cái răng 5 hàm trên của cái mẫu hàm này, và tác giả sẽ bẻ lên. Thì ở cái chỗ hình E này, tác giả sử dụng cái chân đầu tiên là chân dài, cho nên sử dụng cái 3.5 ở đây, và sau đó tác giả sẽ bẻ xuống và bẻ quay trở lại ở cái vị trí này. Đây là cái bực 2.5 ở đây cho cái chân qua chân sau để tạo ra cái chân ngắn, và tác giả sẽ có cái step up lên, step up lên ở đây. Đây là kết quả step up, và cái dây cuối cùng ở phía bên này nó sẽ có là gì? Đây sẽ có là cái 4-5 này đi xuống 1 mm so với cái phần dây cung chính của tất cả các phần còn lại đã được được cái kích hoạt là làm trồi đó. Và chúng ta sẽ ở đây tiếp tục là bẻ cái lúc đứng cuối cùng, là tác giả sử dụng cái bậc số 4 là 7.5 và dịch chuyển ra phía sau 7.4, bậc số 4 là 7.5 và dịch chuyển ra phía sau 2 ly. Sau khi đo xong thì tác giả dịch chuyển 2 ly thì tương đương với 9.5 ly. Như vậy là răng số 6 chỗ này là tương đương 9.5 ly sau khi bác sĩ đo. Và sẽ sử dụng một cái lúc, là đây là một cái lúc với cái bậc đầu tiên là 2.5, đây là một cái lúc ngắn ở răng số 6 và 7. Như vậy là rất tiết kiệm dây trong cái quy trình bẻ của bác sĩ, cho nên là đoạn cuối chúng ta có dư một chút xíu ở chỗ này. Vừa đủ với cái răng số số 7. Như vậy là nếu mà chúng ta không bẻ tiết kiệm là chỗ này nó sẽ bị thiếu. Đó, sẽ bị thiếu. Và ở đây thì bác sĩ sẽ làm, thầy sư sư thầy sẽ làm tương tự với cái bên còn lại, làm tương tự với bên còn lại đó, và tương tự bên còn lại thì ra được cái kết quả ở đây là hình M, đây 525 m, và chúng ta đã có hai bên của hàm trên đó. Và chúng ta sẽ đến với cái hàm dưới. Hàm dưới thì sử dụng dây găm metal của hàm dưới. Dây găm metal của hàm dưới nó sẽ nhỏ hơn, cái form nó sẽ nhỏ hơn dây găm metal của hàm trên. Đây là dây găm metal của hàm dưới. Thì cũng tương tự như hàm trên thôi, là tác giả sẽ đánh dấu điểm giữa ở cái bình diện là 0.022 inch. Sau đó thì đánh dấu cái phía tiếp xúc giữa răng 2 và răng 3. Sau đó thì tác giả sẽ kẹp ở chỗ này thì cũng tạo ra một cái form dạng ngắn, cho nên là sẽ kẹp bằng cái đầu ngắn của cái đầu đầu số 1, bậc số 1 của cái kìm, và bẻ hai chân đều là bằng bậc số 1 đó, tạo ra dạng form ngắn. Tiếp đến là bên đối diện cũng tương tự như vậy. Như vậy chúng ta đã có hai cái form ngắn của cái lúc đầu tiên ở vị trí giữa răng 2 và răng 3. Răng 2 và răng 3. Sau đó thì chúng ta sẽ có là răng nanh. Răng nanh hàm dưới thì tác giả sẽ ướm kìm và đo được là cái răng nanh hàm dưới này á, là có cái độ rộng tương đương là 6.5 mm. Tương đương 6.5 mm là chính là bậc số 3 của cái kềm ghiu này. Và tác giả sẽ bẻ ở chỗ này thì chúng ta sẽ sử dụng một cái lúc là lúc kết hợp chân trước ngắn và chân sau dài để bắt đầu làm trồi cho cái răng, cho cái nhóm răng 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 4 5 ở hàm dưới, chúng ta sẽ làm trồi chỗ đó. Đó. Tiếp đến là lúc giữa răng 4 và răng 5 thì tác giả sẽ cũng sử dụng cái bậc số 3 để đo, và răng 4 của cái hàm dưới này cũng là 6.5 ly, và sẽ bẻ một cái lúc dạng ngắn ở đây với cái bậc đầu tiên của cái kềm ghiu. Vì thao tác nó rất là giống nhau cho nên là sẽ không 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 phải nhắc lại chi tiết cho đó nữa. Và ở đây đến răng số 5 của hàm dưới trên cái mẫu hàm này
chúng ta thấy là nó có cái sự nhỏ hơn, thì tác giả sẽ đo với nó và áng chừng là rơi vào là 4.5 mm và dịch ra khoảng 4.5 khoảng 5 ly gì đó, thì tác giả sẽ sử dụng cái bậc số 2 là 3.5 này và dịch ra phía xa 1 ly là tương đương 4.5 ly. Đó, và sử dụng cái kem đó để mà bẻ để áng chừng cái đoạn rộng. Và chỗ này thì tác giả sẽ là bẻ cái lúc ở giữa răng số 5 và răng số 6. Cho nên thì chúng ta cũng đã biết rồi là tác giả sẽ có một cái step ở chỗ này để cho cái răng số 6, 7 nó đi xuống. Cho nên là cái chân trước nó sẽ dài và chân sau ngắn. Chân trước thì tác giả sẽ bẻ bằng cái này. Đây, hình này là bẻ bằng cái bậc số 2, 3.5 ly. Và chân sau thì tác giả sẽ bẻ bằng cái bậc số 1 là 2.5 ly ở đây để tạo ra cái step. Và như vậy thì đã xong được cái phần step, và phần phía sau là tác giả đo thì sẽ thấy là sử dụng cái bậc số 4 đo được 7.5 ly và dịch ra phía xa khoảng 2 ly. Như vậy răng 6 hàm dưới cũng khoảng 4 khoảng 9.5 mm, và tác giả sẽ bẻ ở cái giữa răng số 6 và răng số 7 bằng một cái lúc là lúc lúc đứng nhưng mà dạng ngắn, thì sử dụng cái bậc đầu tiên 2.5 ly này bẻ và sẽ tạo ra cái chân trước chân sau bằng nhau. Chúng ta sẽ thấy là tác giả sẽ bẻ tương tự. Đây, đây là cái hình mà tác giả đưa. Đây. Nó hơi mờ một chút, nhưng mà chúng ta thấy là cái vùng răng cửa và vùng răng nanh nó sẽ có cùng bậc với vùng răng số 6, 7, và vùng răng 4, 5 này thì đã được nhấc lên 1 mm, đã step up lên 1 mm. Hàm trên thì step down xuống 1 ly và hàm dưới step up lên 1 ly. Và ở đây tác giả sẽ bẻ tương tự như vậy, tuần tự như vậy đối với bên còn lại của dây cung hàm dưới. Đó là cái việc là thiết kế cái khí cụ ghiêu cho hàm trên và hàm dưới. Đây là ướm lên trên cái cung răng trên mẫu hàm, đây là ướm lên trên cung răng mẫu hàm của hai hàm với cái dây hoàn thiện. Cái dây hoàn thiện ở đây. Và có một cái là cái mẹo ở đây. Đó, có một vài cái mẹo lâm sàng. Như vậy là thấy bẻ ghiêu nó đơn giản và dễ quá các bác ạ. Mẹo lâm sàng là gì? Mẹo lâm sàng hữu ích trong việc bẻ dây ghiêu với gammeto đầu tiên là gì? Tránh làm biến dạng dây cung trong lúc bẻ. Đây là tác giả bẻ quen rồi, nhìn bẻ xong đúng cái form này, nhưng mà chúng ta bẻ mà không có kẹp kềm một cách chuẩn chuẩn xác, cộng với là phối hợp giữa tay trái tay phải để mà mình bẻ dây cho nó không bị biến ra, không bị lệch cái mặt phẳng ấy, thì nó sẽ dễ bị biến dạng, nên phải làm đúng từng bước. Cái thứ hai là phải dùng kìm ghiêu như là thước đo cái độ rộng của răng để xác định cái lúc đó. Cái thứ ba đó là dùng kìm ghiêu để đo chiều cao của lúc, thì đúng rồi, để thiết kế riêng mà. Thứ tư là tích hợp bẻ bậc thang để tạo cái lực chồi cho vùng răng hàm nhỏ hai hàm từ khi bắt đầu điều trị, để cái việc tăng kích thước dọc hiệu quả và loại bỏ cản trở khớp cắn. Thì bởi vì như đã nói là cái lúc này nó ngắn và cái biên độ để mà nó kích hoạt nó sẽ thấp hơn so với biên độ kích hoạt của cái mưu, cho nên là chúng ta kích hoạt luôn từ đầu. Đó, thì phần sau chúng ta muốn tăng lên một chút thì rất ok. Ví dụ từ 2 ly mình tăng lên thành 1 ly, mình tăng lên là 2 ly trên 2 ly dưới là ok. Đó, chuyện đó kích hoạt rất là dễ, đơn giản ở trên cái lúc này. Nhưng mà nếu mà chúng ta không làm ngay từ đầu á, mà chúng ta không thêm vào rồi á, thì nó sẽ rất là phiền. Còn cái này muốn tăng mà biên độ từ 1 ly mà muốn tăng lên thành 3 ly hay 4 ly của cái step á, thì bắt buộc chúng ta phải chịu khó chúng ta đầu tư thêm cặp dây nữa, xong sử dụng cái kềm mà có một đầu 1.5 và một đầu một một bậc 2 là bậc 4.5 ấy, hoặc là bậc 1.5 của kềm đó với kết hợp bậc 3.5 của kềm này ấy. Có nghĩa là chúng ta tiên lượng rằng là chúng ta cần phải kích hoạt nhiều
ở trên cái ca này. Đó thì chúng ta sẽ cần phải linh hoạt. Chúng ta tăng luôn cái step chỗ này là 2 ly chứ không thể là chỉ để một step 1 ly. Đó. Hoặc là nếu mà chúng ta không muốn nó bị quá là gấp cho việc tăng này. Xin lỗi các bác. Ai gọi? Chúng ta không muốn tăng một cái gấp quá 2 ly thì chúng ta sẽ tăng 1 ly ở đây và sau chúng ta kích hoạt trên cái này 2 ly. Và sau đó chúng ta chuyển sang một cái dây nữa. Trong trường hợp vẫn phải kích hoạt tiếp, chúng ta kích hoạt tối đa này đi. Xong chúng ta mới chuyển sang dây số 2. Dây cặp dây số 2 thì chúng ta mới bẻ một cái đoạn chênh 2 hoặc 3 ly ngay từ cái dây số 2 đó. Để mà sau đó chúng ta kích hoạt tiếp. Đó thì giả sử như một cái cây mà chúng ta tiên lượng trước là chúng ta cần phải kích hoạt bao nhiêu thì chúng ta dùng cái gill này nó mới hiệu quả. Nếu không là cứ kích hoạt từng bước một chút thì có thể là chúng ta sẽ sử dụng dây mew trước đi. Để tiết kiệm tiền thì chúng ta sử dụng dây mew trước đi. Đúng không? Chúng ta kích hoạt những cái gì mà có thể kích hoạt mà kiểu áng chừng mình không tính được thì mình dùng mew trước, tiết kiệm dây BE 1622 chúng ta làm trước. Xong đó thì chuyển sang cái dây này ở bước cuối cùng. Cái lúc mà finish gần finish hết rồi ấy, không muốn bệnh nhân vướng víu nữa thì chuyển sang dây này. Đó thì nó đỡ, nó tiết kiệm. Rồi ở đây là những cái điều chỉnh căn bản ở trên cái khí cụ gill. Thì cái điều chỉnh đầu tiên là chúng ta biết là điều chỉnh theo cái trình tự thứ nhất. Trình tự thứ nhất thì đó là cái các offset để bù trừ cho cái độ dày của cái thân răng theo chiều ngoài trong là in out. Thì chúng ta sẽ bẻ ở đây là vị trí ở răng cửa bên thì được, chúng ta sẽ đem cái này chúng ta đánh dấu lên, đánh dấu trên mẫu hàm. Đây chúng ta sẽ đánh dấu trên mẫu hàm. Đây là các vị trí bẻ của hàm trên và hàm dưới. Hàm trên thì ba cái offset ở một bên, hàm dưới thì hai offset một bên. Offset 1 của hàm trên đó là ở giữa răng đây để zoom to này lên. Ở giữa răng 2 và răng 1. Thì ở đây là chúng ta sẽ kẹp, chúng ta đánh dấu ở giữa răng 2 và răng 1. Chúng ta kẹp cái kềm. Chúng ta kẹp kềm ở ngay cái vị trí chúng ta đánh dấu. Và chúng ta thường thì có nhiều bác cũng hơi lăn tăn thì chúng ta chỉ cần nhớ một cái khẩu quyết thôi, đó là muốn vào thì ra, muốn ra thì vào. Ở chỗ này ta muốn cái dây cung ở cái phần răng cửa bên đi vào thì chúng ta sẽ đẩy cái dây cung đó ra. Đẩy cái đoạn này, chúng ta nhìn cái hình ở đây. Đó. Muốn vào phải ra, muốn ra thì phải vào. Chỗ này. Đây cái đoạn này chúng ta muốn nó ở vào, sau khi mà chúng bẻ xong nó vào thì chúng ta phải tác động đẩy ra ở chỗ này. Còn cái chỗ này nó bị nhô ra, muốn nó nhô ra ở phía khi mà kết thúc thì chúng ta sẽ đẩy vào ở đây. Đó. Thì khẩu quyết của em là em cứ không cần nhớ nhiều, mà muốn vào ra, muốn ra thì vào. Đẩy vát, kẹp kem, xong đó dùng hai ngón tay. Ngón trỏ và ngón cái đẩy chéo nhau là xong. Theo đúng cái chiều này. Tiếp đến là điểm số 2. Điểm số 2 là điểm giữa răng nanh và răng cửa bên, chúng kẹp vào. Và muốn cái răng nanh đi ra thì đẩy nó vào, và muốn răng cửa đi vào thì đẩy nó ra. Giống như thế này. Và offset ở vị trí răng số 5 số 6 cũng tương tự như vậy. Muốn cái vùng mà răng 6 này đi ra thì mình ép dây cung đi vào, và muốn cái vùng răng nanh đi vào thì răng 5, răng 4, răng 5 đi vào thì ép nó đi ra theo vị trí này. Dùng cái ngón tay trỏ và ngón tay cái của mình ép thì nó sẽ ra được cái này. Thì cái này nó cũng không có cái gì phức tạp ở đây cả. Thì tương tự như vậy, nếu mà chúng ta bẻ theo chiều ngang bẻ theo cái sagittal là cái này, thì nó cũng sẽ là gì, nếu mà kẹp kềm mà chúng ta bẻ bực trên cùng một dây thì nếu mà muốn lên thì xuống, mà muốn xuống thì lên. Đó thì nó cũng bẻ tác động ngược, anh này muốn lên thì bấm nó xuống ở chỗ này, bên này muốn nó xuống thì bấm nó lên ở đây. Thì khi kết thúc thì nó sẽ là cái dây như thế này. Đó là dây chiều trên dưới.
Đây, cách đặt offset tương tự vậy thì hàm dưới chúng ta sẽ có offset ở giữa răng răng nanh và răng số 4 là một cái, và cái offset thứ hai là giữa răng số 5 và răng số 6. Ok, thì đấy là cái offset. Thế thì đây là đánh dấu, đánh dấu tác giả sẽ bẻ đây. Chúng ta sẽ xem cái hình zoom lên. Đây là kẹp ở cái offset bên lateral offset của răng của cái hàm trên. Đó. Thì tác giả sẽ gì? Đẩy vào ở chỗ cái tương ứng với răng cửa giữa và đẩy ra ở tương ứng với răng cửa bên. Đó, muốn vào thì ra, muốn ra thì vào. Làm tương tự với cái phần còn lại thì tác giả sẽ được cái offset răng cửa bên. Bây giờ đến offset răng nanh. Offset răng nanh thì tác giả cũng làm tương tự. Ở đây là kẹp vào cái lúp của răng lúp số 1, lúp giữa răng nanh và răng cửa, kẹp chặt vào lúp đó. Và tác giả sẽ muốn vào thì ra, muốn ra thì vào thôi. Răng cửa bên muốn vào thì tác giả đẩy ra, mà răng nanh muốn ra thì tác giả đẩy vào. Đó. Và ở đây thì tác giả tạo ra một cái độ cong. Tạo ra một cái độ cong của cung răng ở chỗ này bằng cái kềm La Rosa, bóp vào cong ngay cái trên cái dây, ngay phân đoạn dây của răng răng nanh. Đó. Và tiếp đến là cái offset ở bên đối diện cũng vậy, và sau đó thì tạo hình của cái đoạn dây cho răng nanh. Đó. Và tiếp đến là cái offset ở răng số 6 với răng số 5 để đưa cái vùng răng 6-7 ra ngoài, vùng răng 4-5 đi vào. 4-5 muốn đi vào thì tác giả đẩy ra, kẹp chặt cái lúp số 4 này. Và 6-7 muốn đi ra thì tác giả đẩy vào. Đó, tương tự với bên còn lại. Như vậy là đã xong được cái offset phía trên. Offset phía dưới thì nó chỉ có hai vị trí ở mỗi bên thôi. Vị trí 1 là ở giữa cái răng số 3 và răng số 4. Đó, thì cũng kẹp chặt vào cái lúp của răng giữa răng 3, 4, lúp số 2, giữa răng 3, răng 4, đẩy ra ở vị trí của răng số 3 và đẩy vào ở vị trí răng số 4. Thì sẽ ra được cái offset mà răng 4, răng 5 đi ra. Tạo dạng form thì bóp cái phần dây cung nằm ở răng nanh. Đó, và phần dây cung ở răng số 4. Như vậy là sẽ tạo ra cái form cong. Và tương tự như vậy với bên đối diện. Đó, thì sẽ đây là offset của răng giữa 4 và răng 3. Sau đó thì tác giả cũng tạo hình form, tạo ra những cái hình cong ở cái răng 5 và răng 4 bên trái. Và đây là cái đặc điểm hình thái của cái hàm dưới, nó tạo ra dạng hình trứng như thế này. Răng 3 bên này với răng 3 bên kia là trên cùng một độ nhô, răng 4 5 cùng một độ nhô và răng 6 7 thì cùng một cái độ nhô. Đó. Và đây là bẻ hàm dưới bên đối diện để hoàn thiện. Đó, đây là, và đây là tác giả sẽ đây bẻ chỗ răng 6 7 hai offset. Thì đó là cái trình tự thứ nhất, là trình tự theo mặt phẳng horizontal, mặt phẳng ngang. Và trình tự thứ hai là theo cái mặt phẳng sagittal, mặt phẳng trước sau. Và chúng ta sẽ thấy là sẽ có những cái bậc như thế này. Bậc step lên xuống, step lên đều. Và những cái bậc này thì chúng ta muốn thành thạo thì chúng ta sẽ làm tập trên cái dây của chúng ta tự kích hoạt. Thì ví dụ như cái dây cuối cùng này, cái dây số dây 1 này là bình thường rồi, dây số 2 này là chúng ta cũng chỉ có cái dây số 2 này thì cũng chỉ có cái step để mà làm trồi này thôi. Còn dây số 3 này thì là làm trồi 4-5, nhưng mà muốn tiếp tục nhả khớp phía sau nữa. Đó, thì lên một cái step nữa ở chỗ răng số 7. Còn ở chỗ này thì là ít khi mà làm cái step của 4 với 5 này nó khác nhau lắm, ít khi.
Nhưng mà nếu mà muốn thì chúng ta cũng có thể bẻ cho nó vui. Thế còn cái chỗ này là vùng răng đi xuống hết ở cái vùng răng 3, 4, 5, 6, 7 luôn. À, 4, 5, 6, 7, còn răng 3, răng cửa thì bình thường. Đây là bước step xuống đều đặn. Cái này chỉ là bẻ tập thôi, chứ còn còn thường là 4, 5 thì là cùng một bậc rồi. Ít khi mà chúng ta sẽ phải làm 4, 5 nó chênh lắm. Còn đây là sẽ là cái sự bẻ bẻ cho cái răng nó nghiêng ra xa, nghiêng ra xa, nhưng mà nó cùng một cùng một cái bậc ngang. Nó chỉ là mình bẻ tiếp ra nghiêng xa của tất cả các răng thôi. Đó, nghiêng xa tất cả các răng nhưng mà nó cùng nằm trên một bậc ngang. Nó khác với việc là bẻ bẻ cả ở chỗ này nó có một cái gọi là bậc bậc xuống và tiếp back, bậc xuống và tiếp back, bậc xuống và tiếp back, thì nó sẽ cùng nằm trên một phẳng ngang nhưng mà nó nghiêng ra phía sau. Nếu mà không có bậc xuống này mà bẻ tiếp back hết thì tất cả nó sẽ vách lên phía sau, nó tạo thành đường cong đều, có nghĩa là nó vừa nghiêng sau và nó vừa vừa lún nghiêng xa vừa lún. Ở đây là bẻ bực lên và bực xuống. Đây. Thì chúng ta sẽ làm sao? Mặc dù là bậc thang thì được làm với thiết kế cơ bản là ở cái dạng kết hợp combination loop như lúc nãy, thì các cái loop đứng này có thể thay đổi thành các thành cái bậc thang bằng cách là nghiêng chân của các cái loop. Nghiêng chân của các loop thì có thể thay đổi. Ừ. Nó nhẹ. Bị nhẹ hơn. Bằng các nghiêng chân của lốp, mục tiêu của bảy bậc thang là thiết lập cái vị trí hàm dưới đúng bằng cách loại bỏ cản trở cắn và cải thiện kích thước dọc của khớp cắn để thiết lập cái khớp cắn chức năng sinh lý bằng cách là tái lập cái mặt phẳng nhai phía sau của hàm trên. Và ở đây là hình 541, chúng ta sẽ lật cái hình ra để chúng ta sẽ xem. Đây là chúng ta sẽ mở mở cái hình 541. Ở đây là từ một cái loop đứng bình thường chuyển thành một cái loop mà một bên cao một bên thấp, thì chúng ta sẽ xem cái hình. Ở đây để thì cách thức của tác giả sẽ làm như sau. Đó là cái gì? Đây. Đây là một cái loop loop đứng dạng ngắn. Tác giả đang kẹp nó bằng cái bậc số 1 2.5 ly của cái kềm ghiu. Và ở chân phía sau này tác giả sẽ làm giãn chuỗi nó ra. Còn chân phía trước sẽ được bẻ gập lên. Như vậy ban đầu nó là có hai góc vuông. Ban đầu nó là hai góc vuông. Dạ. Thì sau đó thì tác giả sẽ chuyển nó đây. Chỗ này là đang là hai góc vuông. Lên. Ngang. Đó, và ở chỗ này thì tác giả sẽ làm cho một cái chân là gì? Nó không còn vuông nữa mà nó là tù, góc tù. Đó. Và sau đó thì bên chân phía bên này thì tác giả làm cho nó vuông lên. À, nó nhọn lên. Chân này nó được làm nhọn nhọn lên như thế này. Đó. Thì khi mà xoay xoay lại nhìn thì sẽ nhìn thấy như thế này. Đó là sẽ có một cái bực chỗ này được đẩy lên và cái bực này được đẩy xuống. Đấy chính là cái kích hoạt để mà tạo ra step. Và chúng ta nhìn thấy là cái lúc ban đầu đứng này bây giờ là trở thành cái lúc nghiêng này. Đó. Lúc đứng như thế này và trở thành lúc nghiêng. Đây là cách để tác giả kích hoạt và làm cho cái chỗ này đi lên. Thì chúng ta cũng có thể làm ngược lại. Thì là gì, là chỗ này cái đuôi phía trước này tác giả làm cho nó thành góc tù. Đó, đây góc tù, và tác giả sẽ làm cho cái phần này là thành góc nhọn, trước tù sau nhọn. Đó. Bẻ 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 lên thì nó sẽ xuống, và bẻ bẻ xuống thì nó sẽ lên. Nguyên tắc đơn giản đúng không ạ? Ở phía chỗ này cái chân này bẻ xuống. Bẻ xuống thì khi mà kết thúc thì nó sẽ tạo ra một cái step up lên. Còn cái này bẻ lên
cái chỗ này này, đây bẻ lên đây, ấn lên thì nó sẽ tạo ra một cái step up xuống, vẫn cùng một cái khẩu quyết ạ, bẻ lên thì xuống mà bẻ xuống thì lên. Ok, tiếp đến đây là tác giả đang làm ngược lại đây đó, bẻ xuống thì nó tạo góc tù, bẻ lên thì tạo góc nhọn đó, muốn lên thì xuống mà muốn xuống thì phải lên. Ok ạ. À, rồi chúng ta sẽ xem cái mô tả ở đây. Đây tác giả nghiêng cái này đó, cái góc này đã được tạo thành một góc tù, tạo thành một góc tù ở đây, và cái này sẽ được tạo thành một góc nhọn, nhọn đây, và đây là một góc tù ở đây đó, và ngược trở lại, đây là step up ở phía sau và đây là step down ở phía sau thì sẽ như thế này. Thì chúng ta không cần nghĩ nhiều, cứ muốn lên thì xuống và muốn xuống thì lên, được chưa? Còn lại thì ở đây là gì, muốn loại bỏ bậc thì chúng ta làm ngược lại thôi, là muốn loại bỏ cái bậc xuống bậc lên thì chúng ta làm xoay ngược lại, được chưa? Cũng muốn lên thì xuống mà muốn xuống thì lên, ở đây nó đang có bậc ở đây đó, thì tác giả biến một cái góc tù này thành góc nhọn, và biến góc nhọn thành góc tù thì nó sẽ trở lại, nó sẽ trả lại. Cái độ nghiêng của cái lúc này không quan trọng lắm nha các bác nha, quan trọng là hai cái chân này nó bằng nhau hay là không bằng nhau thôi đó. À, tất nhiên là độ nghiêng lúc này nó sẽ chỉ quan trọng ở một cái điểm, đó là gì, là có móc được thun vào hay không thôi. Móc xoay vào mà nó trơn nó tuột mất thun ấy, thì là vấn đề là chúng ta sẽ cần phải thiết kế lại, chứ không có để chúng ta bẻ kích hoạt sướng tay xong lắp vào cái miệng bệnh nhân xong đó chúng ta đeo thun, đúng không? Thì hướng thun ví dụ như cái lúc này nhé, cái hướng thun mà nó hướng ra sau, thun nó ở đây hướng ra sau, ok đó, cái này thì nó không thể tuột được. Nhưng ngược lại cái hướng thun theo chiều này thì chắc chắn nó sẽ tuột ra khỏi cái lúc, được chưa? Cho nên đây là một trong những cái điểm mà nó hơi bất lợi với dạng lúc kiểu như này, nếu mà chúng ta đã kích hoạt theo chiều nghiêng thì đấy là một cái điểm mà lưu ý trên lâm sàng, chứ không phải là ngồi kích hoạt sướng tay xong đó thì lắp vào lên bậc các kiểu xong cho bệnh nhân đeo thun vào không biết làm nào nữa, thì lúc đó thì chỉ có một cách thôi, làm nào cho cái này nó, làm nào cho nó chỗ này nó có một cái cục ở đây để cho nó giữ được cái dịch cung là được. À, còn cái cục này làm kiểu gì thì sẽ phải tùy sự sáng tạo của các bác đó, thì đó là cái lưu ý, chứ không là đến lúc đó rồi lại bảo là nó thành dở ra, mất công lại lắp vào rồi, mà đặc biệt là cái ca nào mà các bác ngồi siết cái ligature, siết xong ligature rồi ngồi tháo ligature ra là đủ ốm đó, thì đó là cái step down, step up. Cái đó thì cũng nhớ khẩu quyết là xong rồi. Bẻ tip back thì nhìn chung là nó cũng không có gì đặc biệt lắm, vì đặc biệt là các bác đã tương tác ở trên cái dây mưu rồi. Bẻ tip back của mưu với gill thì giống nhau, muốn tip back có nghĩa là bẻ phân đoạn nó lên thôi, bao nhiêu độ thì là tùy mình, được chưa? Các góc khác nhau như thế này đó, thì tip back thường cũng sẽ được thêm vào ở giai đoạn đầu để hỗ trợ cho việc là loại bỏ cái cản trở cắn đó, và tăng cái kích thước dọc. Khi mà có những cái tip back ở phía sau này thì nó sẽ tạo ra một cái sự cong, đường cong của cái dây cung cong lên. Hàm trên thì dây cung cũng cong ngược speed, hàm dưới cong ngược speed, hàm trên thì cong vòng lên, thì thường sẽ kết hợp với cái đeo thun lên hàm phía trước, thun ngắn phía trước, có thể là thun đứng lúc 1 hoặc là có thể kết hợp lúc 1 lúc 2 tùy theo cái lúc 1 trên 2 dưới hoặc là 2 trên 1 dưới, thì tùy theo cái hình dạng thay sai khớp cắn mà chúng ta đeo đó. Thì ở đây tip back thì nó không có gì đặc biệt lắm, bẻ tip back thì nó cứ tuần tự thôi. Đây là hình ảnh tip back, tip back cho răng 6-7, tiếp bạch răng 6-7, răng hàm lớn hàm trên và hàm lớn hàm dưới đó. Tiếp đến là cái tiếp bạch rồi. Trình thứ 3 là bẻ tọc. Bẻ tọc là như thế này. Bẻ tọc thì nó cũng kích hoạt tọc, sẽ là có tọc của răng cửa, tọc của răng
các cái răng nanh, răng hàm lớn hàm nhỏ. Thì ở đây là thuộc cho cái vùng răng cửa. Ở chỗ này chúng ta sẽ cần một chút tưởng tượng, một chút cái vùng tưởng tượng đó là gì, là cái đầu tiên á, là vùng răng cửa á, là ở đây là thêm bè, ở đây là tác giả dùng cái kem là kem Omega, kem Tweed Omega, và có thể sử dụng cái kem ghi cũng được và bẻ từng bước lên một, đi từ phía này sang phía bên kia để cho nó tạo ra một cái dạng cong cong lên đây. Đâu rồi, đây cong, em vẽ luôn. Đây là dây cung hàm trên, dây hàm trên thì mình sẽ thấy cái lúc là lên trên, và cái này là nó cong như thế này, bẻ đoạn trước nó cong lên như thế này, được chưa? Thì cái lúc của nó sẽ bị nghiêng vào bên trong đó. Đó, chính xác nó hỏi như thế này. Đó, nó mô tả như vậy. Thì tương tự như vậy thì phần mưu nó cũng vậy. Khi chúng ta bẻ lên, đây là cái mỏ của Omega này, các bác nhìn thấy không? Nó đang được hướng lên trên, được chưa? Lên trên. Đó, lên trên thì là cái gì? Sau khi bẻ lên vuông góc rồi thì cái này nó bị hướng vào trong, cho nên á, là nó sẽ bị bo cái phần phần đuôi sau vào. Thì việc chúng ta cần phải bù trừ đó là gì? Chúng ta sẽ bẻ ngược cái dây nó ra lại. Đây, chỗ này là bẻ ngược dây lại này. Đó, cái này bẻ lên trên này. Đó, tạo ra cái dạng này. Sau đó thì bẻ ngược cái lúc này ra ngoài. Đó, thì để bẻ ngược cái lúc này ra ngoài á, thì chúng ta sẽ thấy là chỗ này là cái mặt phẳng của cái dây cung ở cái... mặt phẳng của dây cung ở cái phần... và đây là chân đứng của lúc. Đó, đây em vẽ luôn để cho mọi người. Đây là mặt phẳng của cái dây cung. Cắt 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 tiết diện từ chỗ này sang nhé. Đó, thì nó sẽ là mặt phẳng dây cung đây. Kềm nó sẽ được kẹp vào cái vị trí kềm chỗ này á. Chúng ta sẽ sử dụng kềm ghiu. Kềm ghiu nhá, kẹp lên cái mặt phẳng của dây cung. Đây đang kẹp mặt phẳng dây cung đây, kẹp vào đây. Và dùng cái ngón tay chỗ này chạm vào cái lúc này, kéo nó ra ngoài, kéo nó ra ngoài. Như vậy là cái này sẽ bị kéo ra ngoài. Còn cái dây và cái kềm ghiu này, nó sẽ làm cho mặt phẳng dây này nó sẽ bị xoay như thế này. Đó, mặt phẳng dây chỗ này nó xoay như thế này. Xoay như thế này thì nó sẽ tạo ra cái gì? Mặt phẳng dây nó sẽ bị xoay. Cái này kéo ra thì cái này lại xoay. Đây, xoay như thế này. Đó, xoay như thế này thì nó sẽ làm cho xoay như này. Đấy, xoay chính là xoay như thế này, cùng một chiều. Đó, cùng một chiều như vậy. Và phía dưới này chính là gì? Phía dưới này chính là rìa cắn. Đây chính là rìa cắn của răng cửa. Đó, đây là chính là rìa cắn răng cửa. Rìa cắn răng cửa mà nó bị xoay như thế này, chân răng bị xoay như thế này. Đấy, chính xác là em sẽ phải vẽ nó như thế này. Đây, đó, cái dây mà khi mà dây mình xoắn cái phần trên dây vào trong, phần dưới dây ra ngoài, tạo ra cái vòng xoay như thế này thì nó sẽ chính xác là như này. Đây, cái dây nó như thế này, đó, nó sẽ bị xoắn vào như thế này. Khi chúng ta xoắn dây á, để mà bẻ cái lúp á, thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng như thế này. Đó, và chính là làm cho cái răng nó đi ra ngoài, cái thân răng này nó đi ra ngoài và chân răng nó đi vào trong. Đấy chính là cái tọc, tọc dương. Đấy chính là tọc dương. Đấy chưa? Như vậy là gì? Bẻ cái dây cung cong lên như cái nụ cười này. Đó, xong đó thì đây, chính là bẻ dây cung cong lên như nụ cười chỗ này. Bước 1 đây. Bước 2 là kẹp cái kềm vào cái bề mặt phẳng của dây cung, bề mặt phẳng này. Đó. Và chúng ta đẩy cái lúp ra ngoài thì cái dây cung nó sẽ được nghiêng vào trong, chính là nghiêng theo chiều này. Đây, chính là nghiêng theo chiều này. Đó, và việc dây cung nghiêng vào trong này thì cái chân răng nó bị nghiêng trong, có nghĩa là thêm tọc dương. Thân răng nghiêng ngoài và chân nghiêng trong là thêm tọc dương, được chưa? Như vậy là gì? Bẻ ngược lên, bẻ ngược lên về phía lúp á, bẻ ngược lên về phía lúp thì nó sẽ tạo ra tọc dương, được chưa?
lên dương, bẻ lên thì dương, lên dương xuống âm. Là lên trần gian thì lên dương, mà xuống xuống dưới đất thì xuống âm. Lên dương xuống âm, à, cái khẩu quyết là như vậy. Đó, bẻ cong cái đường này lên trên, lên về phía cái lúp này này. Đó, lên về phía cái lúp này. Cứ cái gì cứ nhô 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 lên là dương hết. Cái gì hõm này, cái này nhô là dương này, cái này là dương này. Đó, cái gì mà có cái khe nên là âm này. Đó, quy ước như vậy đi cho nó dễ hình dung. Đó, thì như vậy là bẻ cái cung trước này, đây là đang thêm tọc cho vùng phía trước. Thì bẻ cái tọc cho vùng phía trước này thì chúng ta bẻ cong lên theo cái hướng mà có cái lúp, thì nó sẽ sau đó vặn trả lúp lại thì nó sẽ tạo ra cái tọc dương ở vùng răng cửa. Còn nếu mà chúng ta làm cái bẻ ngược trở lại, ngược trở lại đó, về phía mà có những cái khe này, đó về phía khe này thì nó sẽ tạo ra tọc âm. Thế điều này nó sẽ áp dụng, cái khẩu quyết này nó sẽ áp dụng cho cả cái dây ghiêu hàm trên và dây ghiêu hàm dưới cũng tương tự như vậy. Thì chúng ta sẽ áp dụng cho cả dây mưu cũng đây là thêm tọc. Mẹ ơi, mẹ ơi con đang quay gì? Rồi cho cháu nó đang ăn gì không biết nữa, xin lỗi các bạn. Rồi ở đây là tương tự như vậy, thì dây mưu nó cũng vậy thôi. Mưu thì cũng bẻ ngược lên theo hướng lúp, xong đó thì trả cái lúp ra ngoài thì sẽ là tạo ra tọc dương. Còn bẻ cái cung này xuống dưới và trả lúp vào trong thì nó sẽ ra tọc âm. À, thì khẩu quyết là lên dương xuống âm, lên dương thì xuống âm. Đó, lên âm, lên dương xuống âm. Lên là dương thế mà xuống thì âm phủ. Rồi, đây là cách tác giả bẻ đây. Đó, chúng ta sẽ bẻ cho nó cong từ phía bên trái sang bên phải, lần lượt như vậy tạo ra đường cong ở chỗ vùng răng cửa. Sau đó tác giả sẽ kẹp vào cái mặt phẳng của dây, nó cong bị cong như thế này này. Đó, toàn bộ cái lúp nó úp vào trong, nó kẹp vào mặt phẳng dây và bẻ cái lúp ra ngoài theo cái mũi tên này. Đó, thì cái mũi tên này là lúp ra, thì mũi tên ngược lại là sẽ là cái dây cung bị nghiêng vào. Lúp ra thì nó dây nó nghiêng vào. Đấy, thì bẻ hai bên. Như vậy là toàn bộ cái phần phía trước của cái này đã được thêm tọc dương. Đó, thì tương tự như vậy chúng ta sẽ xuống cái phần đây rồi. Còn ở đây là tác giả đang bù trừ tọc từ đã. Đây là thêm tọc dương ở răng cửa hàm trên này, hình ảnh cho thấy thêm tọc dương ở vùng răng cửa trên và dùng kìm tuyết để tạo đường cong nhẹ. Phần đoạn này thì đã thấy rồi, dựng thẳng đã xem rồi. Thêm tọc dương ở răng nanh, tọc dương răng nanh thì tác giả cũng làm như vậy. Đó, đây là bóp cho nó cong lên về phía cái lúp. Đó, xong thì trả lại, bẻ chân gần và chân xa bằng kìm ghiêu và dùng kìm tuyết để bẻ cong được tương tự. Rồi, thì đó là cái vùng răng nanh. Thì đây là cái hiệu ứng phụ khi mà bẻ step. Chúng ta có bẻ step ở răng 4-5, bẻ step ở răng 4-5, và cái lực của răng 4-5 là lực ở phía ngoài. Lực ở phía ngoài nó sẽ tương tự như là ở đây, đây là mắc cài. Thì cái lực của răng, lực của cái dây cung nó làm lún xuống, nó sẽ đi trên này. Thì cái tâm xoay nó cứ cho nó ở đây đi, thì nó sẽ tạo ra một cái moment xoay như thế này. Thì cái răng nó sẽ bị xoay vào trong. Đây, cái moment xoay đây, răng nó sẽ bị xoay vào trong. Và nhiệm vụ của chỗ này là gì? Tác giả sẽ phải xoay vào trong này là tọc âm nhé. Ra ngoài là tọc dương. Bên ngoài này là tọc dương. Đó. Thì để bù trừ cho cái việc này thì tác giả sẽ phải bù trừ luôn. Đó. Đã bảo là sẽ phải bù trừ luôn bằng cách là gì? Bẻ tọc dương ở trên cây dây của răng 4-5. Cái răng 4-5 mà chúng ta làm trồi á. Có là vừa bẻ step. Bởi bẻ step down của cái vùng này xuống để cho nó trồi, hoặc step up ở đối hàm dưới
thì cái việc là luôn luôn phải thêm tọc dương ở đang 4 năm bằng cách là bẻ cái mặt phẳng dây này. Đó, thì tác giả sẽ bẻ dây ở vị trí răng 4 hàm trên như sau. Đó là ở đây, giữ chặt vào cái lúp của cái giữa răng số 4 và răng số 3, kẹp vào cái mặt phẳng dây của răng số 4. Và đây là cái nhấc cái tay lên. Đó, thì sẽ tạo ra một cái sự nghiêng. Cái nghiêng của cái mặt phẳng dây là nó như thế này. Thì tác giả xoay nó lên. Đó, theo đúng cái động tác này thì nó sẽ ra được cái mặt phẳng dây như thế này. Đó. Và nó là như thế này, đó. Nó đi vào răng thì nó sẽ làm cho răng xòe ra ngoài. Đó là tọc dương ở vùng răng số 4. Và toàn bộ cái dây phía sau nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cả cái này luôn, bởi vì cả cái đoạn này đó nó đều bị nghiêng theo như vậy, cho nên mà tác giả sẽ phải điều chỉnh lại ở vị trí răng 6-7. Tác giả chỉ muốn là răng 4-5 thôi, vì cái 4-5 nó trồi. Và thì như vậy thì bỏ qua cái đoạn 4-5 đây rồi, thì đến đoạn số 6 tác giả kẹp vào chỗ này đó, và sẽ trả lại cái lúp này, kẹp vào chỗ này, kẹp vào đây và trả lại cái lúp này ra ngoài. Cái đây là lúp số 4 tương ứng với cái đoạn phía sau là răng 6 và răng 7 đây, thì tác giả sẽ trả đoạn dây này ra ngoài. Đó, trả cái lúp này ra ngoài. Cái này sẽ bị xoay xuống dưới, cái này bị xoay xuống dưới, và trả lại cho cái vùng 4 răng 6-7 này cái độ tọc bình thường. Như vậy thì chỉ có kích hoạt răng 4-5 thôi. Đó, đây tác giả kẹp ở chỗ răng, đây là kẹp răng, kẹp ở cái răng số 5, đẩy cái lúp của răng số 6 đây, đẩy lúp răng số 6 và trả lại cái độ tọc cho răng 6-7. Ok, thì đấy là cách thức thì làm với hàm dưới thì cũng tương tự như vậy thôi ạ. Là tác giả sẽ khi mà làm trồi cái răng dưới lên đó, thì cái răng dưới nó cũng sẽ bị cụp vào trong. Đây là ví dụ răng 4 này, bên cung 4 đi ha, hai mắc cài đây, làm trồi nó lên thì nó sẽ bị xoay vào trong này, nó vẫn là tọc âm và ở chỗ này sẽ phải thêm tọc dương. Đó, tọc dương thì chỗ này là dây cung, nó sẽ phải thế này, mặt phẳng dây nó sẽ phải như thế này để lắp vào cái mắc cài để nó tạo ra xoay. Đó, và để ra xoay như này thì sẽ có hai vị trí lúp số 2 ở giữa răng 3 và răng 4, và lúp số 4 ở giữa răng 5 và răng 6 để chỉnh cái mặt phẳng của cái dây. Rồi, như vậy là chúng ta có tọc dương ở vùng răng hàm nhỏ hàm dưới để chống lại tác dụng phụ. Và đây rồi. Một cái hình ảnh này hơi to sao. Đây là chính là dây cung. À đây, xin lỗi, cái chỗ này chưa được thu nhỏ lại. Rồi, thu nhỏ cái chữ này lại. Đây là work from home cho nên là con nít nó hơi quấy. Rồi, đây là cái dây cung mà khi tác giả đã bẻ xong này, nó bao gồm có cả tip back này, răng số 6-7 này, có step down của răng số 4-5 này, có step up và 4-5 hàm dưới này, cũng có tip back này. Và ở đây thì là sẽ có cái gì, ở đây sẽ có thêm là cái tọc dương ở 4-5 này, tọc dương ở 4-5 ở của hai hàm này, và chỗ này có tọc dương của cái răng cửa này, hàm trên này, và tọc dương của răng cửa hàm dưới này. Đó, và đã có thêm cái kích hoạt là offset để bù trừ in-out ở cả hàm trên và hàm dưới. Như vậy là một cái dây đầy đủ nó sẽ phải có rất là nhiều thông số như vậy: offset, tip back, step, tọc,
tất cả đã được thêm vào trên một cái dây thì lúc đó nó mới đầy đủ. Như vậy chúng ta thế thì không phải là chỉ nhìn vào mấy cái sơ đồ, mấy sơ đồ các bước gọi là bẻ lên bẻ xuống theo 9 bước ở bên trong sách ấy. Thế này phần trước đấy, 9 bước lên xuống, 9-10 bước lên xuống xuống đấy nó chưa đủ, đó mới chỉ là cái phần sagittan thôi. Và chúng ta cần phải phần tọt cũng như là phần cái tọt và cái inao nữa, cái inao nữa. Đó thì đấy là cái việc mà thiết kế với đầy đủ các thông số lên trên của cái dây. Thì điều này nó cũng giống như là làm ở trên cái dây dây gil thôi, à dây mil thôi. Công cụ nó là khác nhau nhưng mà cái phương thức là giống nhau. Và chúng ta có là sự phối hợp của cái cung hàm ở đây thì số 4 là sự phối hợp của các cung hàm. Được rồi. Thì trong cái lúc mà em đang kéo cái hình này thì các bác nên nốt lại là mình kích hoạt cái gì trên một cái dây, kích hoạt cái gì trên một cái dây ghiêu, những cái thông số gì thì mình phải nắm thì mình mới bẻ nó đúng được. Ok, đây là sự liên hệ giữa các cung hàm. Thì cung răng hàm trên và hàm dưới sẽ phối hợp để tạo ra sự hài hòa theo mặt phẳng ngang horizontal. Và sau khi bẻ dây ở trình tự 2 và trình tự 3 để thiết lập hình dạng giải phẫu và chức năng của bộ răng thì dây cung lý tưởng cũng được tích hợp vào, có nghĩa là tích hợp cái offset để tạo cái sự bù trừ theo chiều trước sau và để cung cấp sự hài hòa mặt phẳng đứng dọc sagittan. Sự phối hợp của dây cung lý tưởng ghiêu hàm trên hàm dưới theo hình 554, hình 554 đây, 554 đây. A đó là vùng răng cửa bên hàm trên sẽ tiếp hàm bên hàm trên đây sẽ tiếp xúc với dây cung hàm dưới. Khi người ta đặt chồng như này thì sẽ thấy là có sự chạm nhẹ ở đây và có một khoảng trống giữa hai dây cung ở vùng răng nanh. Vùng răng nanh sẽ có một khoảng trống và các dây tiếp xúc nhẹ ở vùng răng hàm nhỏ, có thể chạm nhẹ ở cái vùng răng hàm nhỏ. Vùng răng hàm lớn của dây cung được phối hợp với sự xem xét kích thước ngoài trong của răng hàm lớn. Hình B và C cho thấy có cái dây cung lý tưởng ở hàm trên và hàm dưới trên mẫu thạch cao, cái độ nhô. Ở độ nhô đây và dây cung đây. Đây nó có cái sự bẻ của cái toe in để bù trừ cho cái toe in là sẽ để bù trừ cho cái độ xoay. Toe in của răng 67 bù trừ cho sự xoay của răng 67. Rồi, đây là hình ảnh. Và hình 555. Hình 555 này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái đòi hỏi, cái yêu cầu về hình thái của dây cung lý tưởng ở hàm trên và hàm dưới. Thì các cái điểm chặn trung tâm ở hàm trên được gọi là điểm chặn thụ động và ở hàm dưới thì gọi là điểm chặn chủ động. Dây cung lý tưởng được phối hợp sao cho các điểm chặn này nó của hai hàm là nó trùng khớp. Đó. Để cho các điểm chặn này nó là trùng khớp với nhau. Để nó lồng vào nhau. Và đây theo hình A. Và điểm B, hình B đó là cung hàm dưới được điều chỉnh sao cho rìa cắn răng cửa hàm dưới, răng cửa dưới và đỉnh múi ngoài của răng nanh và răng 4 hàm dưới thẳng hàng trên đường tròn có tâm là điểm giữa đường nối tiếp điểm của răng 65. À, đây là hình B nhé. Hình B. Ở đâu đấy, đây là cái minh họa hình B mà sao giống như là minh họa hình C. Xem có đúng không? Form as a... Cái hình B này, cái chỗ chú thích B này nó phải tương ứng với hình C. Đó là cái gì? Đó là cái rìa cắn răng cửa răng nanh này, đỉnh mũi ngoài của răng 45 này. Nó nằm trên một đường tròn mà có cái tâm là gì? Đường đây, đường kính của nó là hai điểm tiếp điểm của cái răng 45. À răng 5 với răng 6 hàm dưới. Đấy là đường kính và điểm tâm nó là điểm giữa thì cái này nó sẽ tạo ra một đường tròn. Và trên đó thì các cái rìa cắn và các đỉnh này nó sẽ nằm trên đường này. Thì đó gọi là cái minh họa của cái chú thích số hình chú thích B. C là điều này có nghĩa là trục dài của các cái răng cửa hàm dưới, răng nanh, răng số 4 nghiêng vào trong
để thiết lập lên một cái đơn vị chức năng dàn đều trên cung tròn khi nhìn từ mặt nhai. Ok. Có tâm là điểm nữa. Như vậy là cái chỗ này là cái xây dựng cái dây cung của hàm dưới là nó sẽ theo cái đường tròn này. Đó. Rồi, tiếp đến là cái hình 556. 556 là sơ đồ toàn cảnh của cái cung lý tưởng Gill. Ở hàm trên và hàm dưới khi người ta duỗi ra thì mình sẽ nhìn thấy như thế này. Và cung lý tưởng Gill này á, có đường cong bù trừ trong mặt phẳng sagittal và răng cửa hàm dưới được nghiêng ra phía xa, răng cửa dưới thì nghiêng ra phía xa theo góc nhìn thẳng, và phần răng cửa của dây cung được cong lên. Đường cong này tạo sự hài hòa ba chiều không gian giữa rìa cắn răng cửa dưới và điểm chặn trung tâm hàm trên. Đường cong của răng cửa liên tục với đường cong của vùng răng nanh và răng hàm nhỏ, răng hàm lớn. Đường cong này bù trừ. Đường cong bù trừ này được gọi là đường cong Spee, đóng vai trò quan trọng trong mối liên hệ với đường cong Wilson để tạo ra cái, để gia tăng cái hiệu quả nhai bằng cách là giữ khoảng cách liên hàm không đổi trong vận động của hàm dưới. Cái phần này là hơi nhức đầu đấy, phải xem lại các cái phần phía trước. Em sẽ không dành thời gian để giải thích cái này nữa, hơi đau đầu. Chúng ta sẽ có là mẹo lâm sàng. Thì cái cấu tạo căn bản của khí cụ Gill nó giống như là cái cung lý tưởng được dùng trong giai đoạn cuối cùng của điều trị Edwy. Được dùng trong cái giai đoạn cuối cùng điều trị Edwy và để thiết lập cái khớp cắn bình thường cá nhân hóa. Thì điều quan trọng là đảm bảo cái khí cụ Gill này hoạt động đúng như cái dự kiến, đúng như cái dự định của chúng ta. Và việc thực hành là cần thiết để có thể thuần thục trong việc xây dựng khí cụ theo cái kế hoạch điều trị. Đó, việc thực hành là phải cần thiết để mà chúng ta có thể xây dựng được cái dây này và theo cái kế hoạch điều trị phía sau. Như vậy là hôm nay chúng ta sẽ chỉ dừng lại được ở cái phần về thiết kế cái khí cụ Gill cho hàm trên hàm dưới, cũng như là những cái thông số được điều chỉnh vào trên cái dây cung. Chúng ta sẽ dành thời gian để thực hành cái này, thực hành cái việc bẻ dây này. Và buổi sau thì chúng ta sẽ thao tác, chúng ta sẽ xem cái cấu tạo của cái dây cung gam metal với cái offset biến đổi, nó gọi là tương ứng như là cái dây mao của cái khí cụ là Mew. Phần sau là chúng ta sẽ đến cái phần đó. Thì hôm nay chắc là xin phép các bác chúng ta sẽ dừng lại ở đây, chúng ta cũng khá là dài rồi. Nếu nói thêm thì là sẽ hơi rối. Chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta thực hành cái việc này. Thì em sẽ làm các cái clip mà em tự bẻ rồi sẽ gửi lên cho các bác xem. Đây có mấy cái clip khác nhau đây rồi. Không biết là chúng ta có còn ai thức không? À quên, có còn à, ôi sao còn 20 con đây người? Tỉnh ngủ rồi. Có. May quá, tưởng mọi người đi đâu hết này. Nhục quá. Dạ. Vào đúng lúc buồn ngủ, học xong thì tỉnh ngủ. Dạ. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đại Phong nhá. Cảm ơn em Phong. Cái này là bác Phong mà cho học tiến hành đấy, thực hành thì tốt quá. Dạ, bởi vì là một là các bác cũng chưa có đầy đủ hết dụng cụ, thì cho nên là em sẽ bẻ dây rồi em làm thôi. Ở đây có một câu hỏi là tọc các cái nhóm lần lượt là bao nhiêu? Câu hỏi này quan trọng nhé. Tọc của các nhóm là lần lượt là bao nhiêu? Thế thì thứ nhất là nó sẽ phải điều chỉnh theo theo ca lâm sàng. Ca lâm sàng. Chắc chắn là phải điều chỉnh theo ca lâm sàng rồi. Bởi vì chúng ta thấy là có những cái khám ban đầu á, có những cái ca mà chúng ta nhìn thấy cái sự bù trừ của răng và xương ổ răng rồi ấy, cái thân răng của hàm dưới nó cụp vào trong, cái chân răng nó đá ra ngoài rất là nhiều đó, và mình thấy cái gồ của cái chân răng ngoài như vậy thì chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Những ca đó mà ăn chắc nữa thì chụp luôn cái CT kiểu côn bi kiểm tra xem được cái xương phía dưới thế nào đã. Không phải chúng ta nhìn thấy các thầy bẻ chúng ta cứ thế ta bẻ đâu ạ, bẻ thế là chết ta đấy.
chết mình đấy. Vâng, và cái hai nữa là gì? Là trước khi chúng ta đi vào cái phần phần về guild, đó là theo vertical, chủ yếu là theo vertical, thì chúng ta sẽ có một cái trình tự mà trước đó thì khi mà em đi học thì các thầy cũng nói, đó là gì? Chúng ta sẽ xử lý cái chiều ngang là transverse, chiều ngang. Thì chúng ta sẽ phải xử lý những cái vấn đề đó trước. Thì thông thường khi mà xử lý những vấn đề đó thì ta đôi khi chúng ta hay thấy là hàm trên nó hẹp này, hoặc là cái vùng 4-5 của hàm trên đó, nó có 4-5-6 gì đó, nó sẽ có cái phần tọt âm khá là nhiều, thì chúng ta phải điều chỉnh trước ở chỗ đấy rồi. Đó, và khi chúng ta đi vào cái phần phần ghiêu này á, thì chúng ta sẽ phải đánh giá từng vùng nữa các bác nhé. Nhìn từng vùng và chúng ta điều chỉnh. Đó, thì đó là cái đúng. Chứ còn bây giờ em mà đọc một cái con số bất kỳ nào đó vào thì các bác về các bác làm này, xong rồi lại bảo do Phong nói thì không đúng, không đúng tinh thần của sách. Đây. Thì tất nhiên là về mặt tiêu chuẩn cơ sở gì gì đó thì là trong cái phần trong lúc mà bẻ mưu á, thì như thầy Kim á, thì thầy hay thêm sẵn vào cái việc bẻ là âm 7 cho cái tùy ca nhé, tùy ca đấy. Nếu mà ca hạng 2, hạng 3 khác nhau thì nếu mà là dạng hạng 2 thì thường là thầy sẽ thêm cái tọc là âm 7 cho cái răng cửa dưới. Còn cái tọc hạng 2 hạng và nếu mà bẻ mà để mà gọi là tạo khoảng cho cái răng cửa bên hàm trên thì thầy cũng thêm cái âm 7 ở đó để thầy đẩy mà nó không bị chìa răng, thì tùy mục tiêu của từng vùng. Rồi thế còn lại nữa thì là cái răng số 4 và 4, 5, 6, 7 thì thường là các thầy sẽ để 4, 5, 6, 7 á, nó sẽ là tọc âm nhá, nó là tọc âm đấy, chứ nó không ra được tọc dương đâu. 4, 5, 6, 7 là sẽ tọc âm, nhưng mà nó âm ít hơn so với hệ MBT hoặc hệ ROT, nó sẽ âm ít hơn để nó có mục tiêu là nó sẽ dựng trục theo cái chiều ngoài trong, nó làm cho đường cong Wilson nó hơi phẳng một chút. Thì đối với cái bẻ mưu của thầy Kim á, là thầy sẽ thêm cái độ tọc là đâu đó là 10 độ ở răng 4 5 hàm trên, và âm 10 độ 4 5 hàm trên, và âm 15 độ ở răng 6 7 hàm trên. Đấy là em đang nói là thầy Kim nhé. Đó thì xu hướng là sẽ dựng trục nó lên, nó sẽ không cho cụp nhiều như là của ROT hay là của MAT ở cái vùng răng bên. Xu hướng là như vậy. Thế còn cụ thể thì từng ca các bác nhé. Ok ạ, mọi người có bình luận gì không ạ? Cảm ơn Phong nha. Dạ vâng. Bác sĩ Phong nha. Bác sĩ Phong ơi, cái này mình vào sau không biết là có phát lại trên nhóm không vậy? Dạ có, tất cả anh em gửi lại hết mà. Dạ cảm ơn bác sĩ. Dạ vâng ạ. Dạ chúc các bạn chiều vui vẻ. Tối chúng ta lại gặp nhau nhá. Tối nay nè. Tối nay chị xin vắng nha. Mấy giờ Phong ơi?